Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 4. Các người đang đóng phim à? Hay đang làm truyền hình thực tế gì đó? Máy quay phim giấu đâu thế? Nói cho ông biết, mau thả tôi ra, nếu không một cuộc điện thoại của tôi cũng khiến mấy tên khốn kiếp ăn mặc kỳ dị các người không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Cô ta vẫn cho rằng mấy người này đang làm truyền hình thực tế. Dù sao đây là xã hội hiện đại. Ban ngày ban mặt từ đâu xuất hiện ra một đám ninja. Loạn quá. Khốn kiếp, một tên ninja đông doanh tức giận, tát lên mặt Tôn Thiến, dám vô lễ với ông Ito Fuji. Chết cho tôi. Xoẹt. Kiếm samurai rút ra khỏi bao, ánh sáng lạnh lẽo chém về phía đầu của Tôn Thiến. A. À. Tôn Thiến sợ ngây người, cô ta đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Dừng tay. Người đàn ông đông doanh trách mắng thuộc hạ. Hắc. Kiếm samurai trở lại bao. Ngư ấu vi ở trên đỉnh xưởng Tôn kinh ngạc, ninja tinh anh của đông doanh, Yagyu Ito Fuji. Sao ông ta lại đến Long Quốc? Lỗ tai Yagyu Ito Fuji khẽ rung rung. Đám phế vật, bị theo dõi mà cũng không biết, Yagyu Ito Fuji trách mắng. Không ổn, bị phát hiện rồi, ngư ấu vi kinh hãi. Xoạt, xoạt, xoạt. Mười mấy thanh kiếm nhanh chóng bắn ra. Đánh về phía vị trí của ngư ấu vi. Vèo. Ngư ấu vi giống như mèo đêm, nhảy lên đỉnh xưởng Tôn. Keng keng keng. Xưởng Tôn bị đánh thủng một lỗ, ninja khác cũng nhận ra đỉnh lầu có người, lần lượt ném ra móc khóa, leo lên đỉnh lầu. Hiu. Ngư ấu vi hừ lạnh một tiếng, dương cung như trăng rằm, bắn một mũi tên. Một ninja đông doanh vừa ló đầu liền bị ngư ấu vi một mũi tên bắn chết. Ầm. Thi thể ngã trên mặt đất, não văng tung tóe. Ba tên ninja xuất hiện, đánh lén sau lưng ngư ấu vi, cô ta cảnh giác, vội vã quay đầu. Hiu, hiu, hiu. Ba tên liên tiếp bắn ra, đâm xuyên cơ thể ba ninja. Chết tại chỗ. Thần tiễn thủ, một đám phế vật, tránh ra hết cho tôi, Yagyu Ito Fuji quát lớn. Ông ta nhảy lên đỉnh xưởng Tôn, hai tay cầm đao giết về phía ngư ấu vi. Hiu, hiu. Hiu, ngư ấu vi bắn ra ba mũi tên. Keng, keng, keng. Ba tiếng giòn giã. Yagyu Ito Fuji dùng một đao bổ đầu mũi tên thép làm hai. Tông sư kiếm đạo hạng nhất, Yagyu Ito Fuji. 15 năm trước, ông giết người ở Long Quốc, lệnh truy nã của ông vẫn còn ở trên bảng truy nã. Sao ông dám tiến vào đây, ngư ấu vi lạnh giọng nói. Ha 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 ha. Yagyu Ito Fuji cười lớn, cô là người của Long Tổ hả? Ngoại trừ Long Tổ, chắc không ai nhớ tên của tôi. Cô ở bộ phận nào? Thần tiễn thuật, cổ võ kỹ. Muốn biết thì tự đến Long Tổ hỏi đi, ngư ấu vi cười lạnh, bóng dáng cô ta mạnh mẽ, nhanh chóng lui ra ngoài. Hai tay dang rộng, trên người xuất hiện tàu lượn. Lần trước ở Kim Lăng thiếu chút nữa ngã chết. Ngư ấu vi liền trang bị bộ quân trang này. Không đánh lại. Có thể chạy. Nhưng đúng lúc này, trước mắt ngư ấu vi xuất hiện một trận sương dày, một bóng dáng xuất hiện. Còn có một ninja tinh anh. Con người ngư ấu vi co rút lại, thầm nói tính sai rồi. Đây là người đàn ông thân hình cao lớn, một quyền đánh ra. Ngư ấu vi phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng gần như nổ tung, cơn đau nhức khiến cô ta bất tỉnh. Cô ta hóa thành một đường parabol rồi ngã xuống đất. Lúc ở trên không trung, cô ta vội vã cầm điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất gửi cho Diệp Bắc Minh một tin nhắn, nhà máy nước Bắc Giao. Tinh! Diệp Bắc Minh vừa ngồi xuống, Chu Nhược Giai bưng một bát chè đậu xanh đến. Anh vừa uống được mấy hớp, điện thoại di động truyền đến một dòng tin nhắn. Nhà máy nước Bắc Giao. Diệp Bắc Minh nhìn mấy chữ khó hiểu, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là một dãy số xa lạ, ai lại đùa dai vậy? Anh hơi nhíu mày, gọi lại. Tút tút tút, ngư ấu vi nằm trên đất, điện thoại văng ra ngoài 3 mét. Cô ta giãy giụa bò dậy, muốn đi lấy điện thoại. Rắc rắc, Yagyu Ito Fuji từ nóc nhà nhảy xuống, một cước đạp bể điện thoại của ngư ấu vi, hạ lệnh, lập tức rút lui, nơi này đã bị bại lộ. Ngư ấu vi chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói. Ngất đi, không ai nghe, Diệp Bắc Minh cau mày. Gọi lại lần nữa thì hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Diệp Bắc Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, một người đàn ông của nhà họ Diệp đi đến.
Diệp Bắc Minh biết người này, là một vị tông sư võ đạo tên là Thẩm Hạc. Là người thập sư tỷ phái đến phủ Diệp bảo vệ mọi người. Cậu Diệp, 15 phút trước có người xông vào nhà, Thẩm Hạc cung kính nói. Diệp Bắc Minh hỏi, là ai? Ba ninja đông doanh, bọn họ biết mình không chạy thoát được, nên tất cả đều uống thuốc độc tự vẫn rồi, Thẩm Hạc trả lời. Diệp Bắc Minh đứng dậy, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quay về mới được mấy ngày, số điện thoại cũng là mới. Người biết số này của anh không nhiều. Thập sư tỷ, Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết, Ngư Ấu Vi. Chu Nhược Giai thì đang ở bên cạnh, còn thập sư tỷ không thể nào gửi tin nhắn như vậy cho anh. Là Ngư Ấu Vi sao? Chẳng lẽ cô ta tra ra được tin tức gì? Hoặc là Hạ Nhược Tuyết? Không thể nào, cô ta bảo mình đi nhà máy nước Bắc Giao làm gì? Diệp Bắc Minh nghi ngờ, lấy điện thoại ra, bấm gọi số của Hạ Nhược Tuyết, nhưng không gọi được, cũng hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Hạ Nhược Tuyết ở Kim Lăng, làm sao có thể ở ngoài vùng phủ sóng được? Lúc này, một người làm vội vã chạy vào, thấp giọng bẩm báo mấy câu với Thẩm Hạc, giao cho ông ta một cái máy tính bảng. Thẩm Hạc liếc nhìn, sau đó chạy thật nhanh đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, nửa tiếng trước, lính đi tuần bên ngoài nhà nhìn thấy có người đông doanh bắt hai cô gái ở quán cà phê đối diện, bọn họ mang camera giám sát đến, cậu xem. Cho tôi xem, Diệp Bắc Minh vội vàng nói. Thẩm Hạc chuyển máy tính bảng đến. Diệp Bắc Minh liếc nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhược Tuyết, Tôn Thiến, sao bọn họ lại đến Giang Nam? Diệp Bắc Minh cảm thấy không ổn, đi nhà máy nước Bắc Giao. Thẩm Hạc hô lên, chuẩn bị xe cho cậu Diệp. Diệp Bắc Minh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà máy nước Bắc Giao. Trong một bụi cỏ phát hiện ra một chiếc xe hơi. Phá hỏng cửa xe, mở ra xem, bên trong là một vài đồ của con gái. Nhưng không biết là ai để lại. Lục soát cho tôi. Thẩm Hạc hạ lệnh, thuộc hạ tản ra như kiến. Rất nhanh những thuộc hạ này đã quay trở lại, cậu Diệp, phát hiện ra dấu vết đánh nhau. Trong xưởng phía trước có 4 thi thể ninja đông doanh. Diệp Bắc Minh vào trong xưởng, quả nhiên nhìn thấy 4 thi thể ninja. Một mũi tên xuyên tim. Diệp Bắc Minh nhìn vết thương, vô cùng kinh ngạc. Cậu Diệp, phát hiện ra một vài mũi tên bay, Thẩm Hạc đi đến, cầm trong tay 7-8 mũi tên thép. Mũi tên của Ngư Ấu Vi. Sao cô ta cũng bị lôi vào đây? Diệp Bắc Minh càng nghi ngờ, tiếp tục lục soát, nhìn xem có đầu mối khác hay không. Rõ. Thẩm Hạc sai người tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chỉ có một vài dấu vết từ nhà máy bỏ hoang kéo dài đến bờ sông, sau đó biến mất hoàn toàn. Bọn họ đi sang bờ bên kia, Diệp Bắc Minh chỉ vào mặt sông mịt mờ. Thẩm Hạc nhìn nước sông cuồn cuộn, nói, bên kia là Giang Bắc. Giọng Diệp Bắc Minh trầm xuống, đi Giang Bắc. Thẩm Hạc liền vội vàng nói, cậu Diệp, Giang Nam Giang Bắc phân ra cai trị. Giang Nam quản văn hóa giáo dục, Giang Bắc về võ công. Mặc dù vua Giang Nam nắm trong tay 300.000 cấm quân, nhưng đều là hình thức thôi. Giang Bắc mới là vùng đất có những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam ở bên đó. Kinh tế Giang Bắc không tốt, nhưng thực lực võ đạo rất mạnh, ít nhất có 10 mấy tông sư võ đạo. Nếu người đông doanh đã đi Giang Bắc rồi, e là có chút khó khăn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dù khó khăn đến đâu, vẫn đi Giang Bắc. Rõ. Thẩm Hạc nhìn thấy Diệp Bắc Minh kiên trì như vậy, ông ta cũng không phí lời nữa. Đi xe vượt qua cầu lớn, Diệp Bắc Minh tới Giang Bắc. Thẩm Hạc nhận điện thoại, sau đó nói, cậu Diệp, có tình báo. Nói, Diệp Bắc Minh gật đầu. Thẩm Hạc chăm chú nói, 15 phút trước, một đám người đảo quốc đông doanh đã tiến vào câu lạc bộ đông doanh ở Giang Bắc. Đi câu lạc bộ đông doanh, Diệp Bắc Minh nói thẳng. Thẩm Hạc giải thích, cậu Diệp. Câu lạc bộ đông doanh có cổ phần của Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam, phải không? Tôi mặc kệ hắn có cổ phần của ai, cho dù là vua Giang Bắc, thậm chí chiến thần Lăng Phong ở đây, xuất phát, Diệp Bắc Minh mặt đầy lạnh lùng. Rõ. Thẩm Hạc không dám sơ suất. Ông ta hỏi một câu mang tính thăm dò, có thông báo cho tiểu thư không? Không cần phiền đến thập sư tỷ, Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối. Tốc độ xe rất nhanh. Chạy thẳng đến cửa câu lạc bộ đông doanh. Suối nước nóng cực lạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
câu lạc bộ người đông doanh mở ra bên trong có suối nước nóng spa. Còn có các loại tiết mục đặc biệt của đảo quốc. Không chỉ là Giang Bắc, thậm chí Giang Nam, Giang Đông, Kim Lăng, ngay cả Trung Hải cũng có nhà giàu đến tiêu xài. Sau khi xuống xe, Thẩm Hạc bẩm báo cậu Diệp, tin tức mới nhất, có 3 cô gái bị đưa vào suối nước nóng cực lạc. Đi! Diệp Bắc Minh không dừng lại phút nào, chạy về phía suối nước nóng cực lạc. Thưa anh, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, nếu không có hẹn trước, xin anh dừng bước. Một người đàn ông đông doanh ngăn cản đám người Diệp Bắc Minh khí thế hung hăng. Xoạt xoạt xoạt, cửa lớn suối nước nóng cực lạc còn có hơn chục tuyển thủ sumo đông doanh xuất hiện. Bọn họ toàn thân hung dữ, còn có hình xăm đen, hung thần dữ tợn. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm người này, đi thẳng vào trong suối nước nóng cực lạc. Đứng lại, thưa anh, dừng ở đây đi. Nếu còn tiến vào nữa thì không lễ phép, người đàn ông đông doanh sắc mặt trầm xuống. Mang ý lạnh. Bốp! Diệp Bắc Minh đi ngang qua bên cạnh hắn, tát hắn ngã xuống đất. Đồ khốn! Mấy tuyển thủ sumo nhìn thấy cảnh này, thịt béo toàn thân trào ra, xông về phía Diệp Bắc Minh. Ầm! Diệp Bắc Minh một quyền đập ra, xông về phía trước, một tuyển thủ sumo dáng dấp như heo bị một quyền của anh đánh cho ngừng tim. Ngã xuống đất mà chết. Giết! Mày! Mấy tuyển thủ sumo đông doanh kia hít một hơi lạnh. Hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Đây là những tuyển thủ hạng 250kg trong giới sumo bọn họ. Vậy mà lại bị một quyền đánh chết. Thanh niên Long Quốc trước mắt rốt cuộc có sức mạnh khủng khiếp thế nào? Diệp Bắc Minh không chút kiêng kỵ, một quyền một người, lạnh giọng nói. Bảo người phụ trách của các người ra gặp tôi, nếu không người đông doanh ở đây tôi thấy ai thì sẽ giết người đó. Tên khốn, người Long Quốc kia. Đây là địa bàn của người đông doanh bọn tao, mày dám. Diệp Bắc Minh tiến về phía trước, đạp người này ngã lộn mèo. Phụt, một chân liên tiếp đạp xuống. Đầu người này như dưa hấu nổ tung. Ngay cả nửa câu sau hắn cũng không có cơ hội nói ra. Diệp Bắc Minh như tử thần, chắp hai tay sau lưng bước đi. Suối nước nóng cực lạc chấn động, rất nhiều người sợ hãi rối rít xông ra. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh giống như tử thần. Một người đàn ông trung niên đông doanh khoác áo tắm dài, chân mang guốc gỗ, nửa người đầy hình xăm, gào lên nói, mày là ai? Dám! Dầm! Diệp Bắc Minh căn bản không thèm nghe, một cước đá bay viên đá làm nổ tung đầu người kia. Chủ nhân của suối nước nóng cực lạc đâu? Tôi nói rồi, cứ một giây không xuất hiện thì tôi sẽ giết chết một người đông doanh. Trong vòng 5 phút, nếu vẫn không xuất hiện thì tôi giết sạch nơi này, Diệp Bắc Minh hết sức oai phong. Căn bản không thèm để mắt tới đám người đông doanh. Chỉ cần là người đông doanh xuất hiện trong tầm mắt anh, dù là nam hay nữ thì đều giết hết. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, toàn bộ suối nước nóng cực lạc đã chất đầy xác của người đông doanh. Lúc này, sâu trong suối nước nóng cực lạc, Saito Asuka nhận được tin tức thì suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Anh nói cái gì? Một thanh niên tự xưng là Diệp Bắc Minh đang xông vào suối nước nóng cực lạc. Chờ đã! Diệp Bắc Minh. Chính là Diệp Bắc Minh gây ồn ào huyên náo khắp Giang Nam, tiêu diệt nhà họ Triệu Giang Nam, vua Giang Nam cũng vì tên đó mà chết đấy hả? Sau một thoáng tức giận, Saito Asuka kinh ngạc đứng dậy. Trong phòng, Yin Dong Ito Fuji nói với một võ giả đảo quốc, không chỉ thế, một tiếng trước thương hội đông doanh chúng ta cũng bị tên này lật đổ. Cô Izumi Kotaro đã bị giết, Kazuo Karasawa cũng đã chết. Cái gì? Saito Asuka ngây người, to gan thật. Yin Dong Ito Fuji cười lạnh, còn một chuyện mà anh không biết đấy, thanh niên Long Quốc tên Diệp Bắc Minh này còn giết cả quân vô hối. Quân vô hối, con trai ruột của chiến thần Lăng Phong, quân vô hối đấy hả? Saito Asuka hít một hơi thật sâu. Yin Dong Ito Fuji lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt Saito Asuka liên tục thay đổi. Hắn ta lấy điện thoại di động, bấm một dãy số gọi đi. Cùng lúc đó, ở trụ sở Hiệp hội Võ Đạo ở hành tỉnh Đông Nam. Mấy người đàn ông trung niên ngồi vây quanh lại một chỗ. Trong đó có một người mở miệng, tin tức mới nhất, thương hội đông doanh ở trụ sở Hiệp hội Giang Nam đã bị Diệp Bắc Minh lật đổ. Hơn nữa, quân vô hối cũng đã chết, bị Diệp Bắc Minh giết chết. Trong phòng họp là một sự im lặng. Một lát sau, có người khó tin nói, tên Diệp Bắc Minh này đúng là to gan lớn mật mà. Nó diệt nhà họ Triệu. Phá tiệc mừng thọ vua Giang Nam,
Tôi nghĩ gan nó vốn đã to rồi, một người khác chậc chậc nói, sau đó lắc đầu, không ngờ cả quân vô hối mà nó cũng dám giết. Một ông lão kinh ngạc, thở dài nói, đó là con trai của chiến thần Lăng Phong đấy. Nghe con không sợ cọp, Diệp Bắc Minh này không biết đã học được võ nghệ ở đâu, sau đó lại cho rằng bản thân mình là lớn nhất trên đời ư, một người đàn ông trung niên cười lạnh. Có người nói, ha ha, thật ra thì điều này cũng không tệ. Ý là, một thằng nhóc phát mũi chưa sạch, có gì đâu mà tệ với cả không. Người nọ tiếp tục cười nói, tuy vua Giang Nam là kẻ không ra gì, chỉ là con rối để chiến thần Lăng Phong vơ vét của cải. Nhưng Giang Nam có vua Giang Nam chấn giữ, thì Giang Bắc chúng ta không tiện nhúng tay vào chuyện bên đó. Bây giờ, vua Giang Nam đã chết, nhà họ Triệu cũng không còn, thương hội Đông Doanh cũng biến mất. Cả Giang Nam bây giờ đã biến thành một đống hỗn loạn. Những người đang ngồi ở đâu đều là những người giữ chức vị cao trong hiệp hội võ đạo. Tất nhiên chỉ số IQ và EQ cũng không thấp. Được nhắc nhở đôi chút, họ đã lập tức hiểu ra. Giang Nam rối loạn. Cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Chiến thần Lăng Phong mất đi con trai, chắc chắn sẽ đối phó với Diệp Bắc Minh. Bọn họ có thể tranh thủ lúc loạn lạc này, bỏ Giang Nam vào túi mình. Đột nhiên, có người mở miệng, còn một phiền toái nữa, đó là Vương Như Yên. Mọi người chìm vào im lặng. Một người khác gật đầu, cô gái đó đúng là hơi khó giải quyết. Hừ, một con đàn bà mà thôi. Chẳng lẽ cô ta có thể đối đầu với cả Giang Bắc chúng ta, ông lão kia khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tút tút tút, đúng lúc này, điện thoại của Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Mã Lập Quốc vang lên, ông ta tiện tay nghe máy. Cái gì? Mã Lập Quốc đứng bật dậy, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Chuyện gì thế? Tất cả những thành viên cấp cao của Hiệp hội Võ đạo đều nhìn qua. Mã Lập Quốc cúp điện thoại, vẻ mặt đầy nặng nề. Không dám tin nói, tên Diệp Bắc Minh đó đúng là điên rồi. Thế nào, mọi người nhướng mày. Mã Lập Quốc bình tĩnh nói, thằng danh đó đã giết tới Giang Bắc chúng ta, xâm nhập vào suối nước nóng cực lạc của người Đông Doanh rồi. Đến lúc này, đã giết không dưới 30 người Đông Doanh rồi. Diệp Bắc Minh đã giết tới Giang Bắc ư, thành viên cấp cao của Hiệp hội Võ đạo đều giật mình, sau đó mặt mọi người đều lạnh xuống trông thấy. Diệp Bắc Minh làm gì ở Giang Nam thì bọn họ mặc kệ. Thậm chí, nước ở Giang Nam bị Diệp Bắc Minh quậy càng đục càng tốt. Bọn họ bàng quang, ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Nhưng một khi đánh tới Giang Bắc, làm xăng làm bậy trên Giang Bắc của họ, thì đã chạm đến giới hạn của bọn họ rồi. Ông lão kia cười lạnh, thứ gì thế không biết, một thằng nhóc phát mũi chưa sạch mà cũng dám tới Giang Bắc gây chuyện hả? Nó tưởng Giang Bắc của chúng ta là nơi thế nào? Chợ hả, một người đàn ông trung niên vỗ bàn đứng dậy. Mã Lập Quốc xoay người bước đi, đến suối nước nóng cực lạc xem thử rồi nói, tên điên này, nói không chừng nó lật suối nước nóng cực lạc thật đấy. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến suối nước nóng cực lạc. Lúc này, tại suối nước nóng cực lạc, Diệp Bắc Minh như tiến vào nơi không người. Saito Asuka định chờ người của Hiệp hội Võ đạo tới rồi tính sau. Nhưng căn bản là không thể chờ kịp, Diệp Bắc Minh quả thực là kẻ điên. Một vài người Đông Doanh đến đây để tận hưởng cũng đã bị anh giết hơn nửa. Cả suối nước nóng cực lạc cũng đã hóa thành địa ngục trần gian. Dừng tay, anh Diệp Bắc Minh, tôi chính là chủ nhân của suối nước nóng cực lạc, anh tàn sát bừa bãi người của Đông Doanh như thế là không xem đảo quốc Đông Doanh của chúng tôi ra gì đúng không? Saito Asuka được một đám võ sĩ vây quanh để bảo vệ bước ra. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn người đó một cái. Đeo kính. Mặc yukata. Chân mang guốc gỗ. Anh là chủ nhân của nơi này hả? Diệp Bắc Minh nhìn hắn ta. Saito Asuka gật đầu. Đúng. Anh Diệp Bắc Minh, tôi biết anh. Và tôi với anh cũng là nước sông không phạm nước giếng. Anh giết người như thế liệu có thấy hơi quá đáng không? Diệp Bắc Minh lười nghe Saito Asuka nói lời vô nghĩa. Bình tĩnh nói, ba cô gái bị bắt tới nơi này. Giao ra đây, tôi lập tức đi ngay. Ha ha, anh Diệp Bắc Minh, chỗ tôi mỗi ngày có rất nhiều cô gái đi ra đi vào, sao mà tôi biết hết được anh đang nói tới người nào cơ chứ? Saito Asuka buồn cười lắc đầu. Dầm! Diệp Bắc Minh nhảy lên, như một con khỉ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Saito Asuka. Giơ tay, bóp chặt lấy cổ hắn ta. Anh muốn chơi chứ ở đây với tôi đấy hả? Giả ngu không biết hả?
cảm giác hít thở không thông lập tức ập tới. Saito Asuka cảm thấy cổ mình sắp bị bóp gãy mất rồi. Cuối cùng hắn ta cũng biết người đàn ông Long Quốc này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Buông ngài Saito Asuka ra, các võ sĩ bên cạnh thấy thế lập tức trợn mắt, rút đao. Xoạt! Diệp Bắc Minh giơ chân đá ngang, làm gãy chân Saito Asuka. Xương bắp chân đã đâm xuyên qua máu thịt. A, Saito Asuka kêu thảm một tiếng, tức giận hét, lùi về sau, tất cả lùi về phía sau. Lúc này, một đám người đuổi tới suối nước nóng cực lạc, nhóm Mã Lập Quốc tới thì đúng lúc thấy Diệp Bắc Minh đang hành hung. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan. Giang Bắc không phải là nơi cậu có thể diễu võ dương oai, Mã Lập Quốc quát lên một tiếng thật lớn, như hổ gầm long ngâm. Mã Lập Quốc và người của Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam đều đã đi tới. Tổng cộng mười mấy người, đều là tông sư võ đạo. Khí thế đó đủ để khiến tất cả mọi người không thể thở nổi. Saito Asuka nhìn thấy đám Mã Lập Quốc thì như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, la lớn, phó hội trưởng Mã, cứu tôi. Tên Diệp Bắc Minh này là kẻ điên cuồng. Anh ta xông vào suối nước nóng cực lạc, giết người bất kể đúng sai. Còn ba cô gái mà anh ta nhắc tới, tôi căn bản không biết là ai. Phó hội trưởng Mã, ông nhất định phải xử lý chuyện này cho người đông doanh chúng tôi. Chẳng lẽ người Long Quốc không chịu nói lý lẽ như thế ư? Sắc mặt Mã Lập Quốc đầy uy nghiêm, bước chân như rồng như hổ đi tới nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, nơi này là Giang Bắc, không phải Giang Nam. Thẩm Hạc đi tới nhỏ giọng giải thích, cậu Diệp, ông ta là Mã Lập Quốc. Là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam. Mã Lập Quốc nhìn Thẩm Hạc, cười lạnh một tiếng, Thẩm Hạc, ông cũng là tông sư nằm trong bảng xếp hạng tông sư hàng đầu châu Á, ông lại cam tâm theo sau tên này ư. Không liên quan gì tới ông, Thẩm Hạc lắc đầu. Tự hạ thấp bản thân, Mã Lập Quốc buồn cười. Ông ta không nói nhiều lời với Thẩm Hạc nữa, mà nhìn sang Diệp Bắc Minh, buông anh Saito Asuka ra. Trong giọng nói đó là sự uy hiếp lạnh lẽo. Khóe miệng Diệp Bắc Minh chợt hiện lên nụ cười, ông đang uy hiếp tôi đấy hả? Diệp Bắc Minh, tôi uy hiếp cậu đấy thì sao, nơi này là Giang Bắc, Mã Lập Quốc khoanh tay đứng đó. Saito Asuka nhe răng cười. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ âm u. Đôi mắt đó không khác gì một con rắn độc. Trán hắn ta đầy mồ hôi lạnh. Xương bắp chân đau nhức khiến gương mặt hắn ta vặn vẹo. Hận ý trong lòng với Diệp Bắc Minh không thể che giấu thêm được nữa. Diệp Bắc Minh, anh quá ngông cuồng. Suối nước nóng cực lạc không phải là nơi mà anh có thể dương oai. Ông Mã đã lên tiếng rồi, nếu như anh, Saito Asuka vừa mở miệng, còn chưa nói hết câu. Bốp! Diệp Bắc Minh đã ném hắn ta xuống đất, sau đó giẫm mạnh lên ngực Saito Asuka. A! À, tiếng thét không khác gì chọc tiết heo. Ngực Saito Asuka lập tức lõm xuống. Xương ngực vỡ nát. Xương cốt đâm vào nội tạng. Đau, đau đớn. Saito Asuka nằm trên đất, cả người run rẩy, nhưng hoàn toàn không thể làm gì khác, bởi vì một chân Diệp Bắc Minh đã đặt lên đầu hắn ta. Lực không mạnh, nhưng Saito Asuka lại không thể ngóc đầu dậy nổi, mặt dán xuống đất. Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng hắn ta. Lại càng không nói đến việc nơi này có nhiều người nhìn thấy như thế. Buông ngài Saito Asuka ra. Giết! Võ sĩ của Saito Asuka nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao võ sĩ trong tay đánh tới. Sắc mặt Thẩm Hạc hết sức hờ hững, đánh gục tất cả những người đó. Cậu, đúng là to gan. Nó xem Hiệp hội Võ Đạo là không khí à? Diệp Bắc Minh này đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp dữ mà. Nghe nói nó ở Giang Nam coi trời bằng vung, tôi còn tưởng nói quá, không ngờ là thật. Lớp trẻ ngày càng giỏi ha. Rất nhiều người giàu có đến suối nước nóng cực lạc để tiêu tiền đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Khiến bầu không khí xôn xao hẳn lên. Mã Lập Quốc cùng với thành viên Hiệp hội Võ Đạo nhìn thấy cảnh tượng đó thì suýt chút nữa tức chết tươi. Một đám đen mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ở Giang Bắc này có thể lấy thúng úp voi. Bình thường lời họ nói, không có người nào dám phản bác. Hôm nay rõ ràng bọn họ đã ra mặt bảo vệ Saito Asuka. Thế mà Diệp Bắc Minh vẫn hành hung người ta trước mặt họ. Diệp Bắc Minh, cậu chán sống rồi, Mã Lập Quốc tức giận, ông ta đi tới, từng bước chân khiến mặt đất ầm ầm rung động.
Nội lực mạnh mẽ khiến mặt đất quanh người ông ta cũng chấn động. Một luồng khí trắng đã xé rách toàn bộ áo. Cơ bắp hở ra. Vạm vỡ hữu lực. Một đấm như viên đạn lao nhanh về phía ngực Diệp Bắc Minh. Rầm. Một âm thanh trầm đục, Diệp Bắc Minh mạnh mẽ tung đấm. Va chạm với nắm đấm của Mã Lập Quốc. Bịch bịch bịch. Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó, thờ ơ. Mã Lập Quốc lại lùi về phía sau 7 bước. Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt ra một chữ cút. Sao lại như thế? Tiếng hét đầy kinh hãi. Đám nhà giàu kia cũng sợ ngây người. Kia chính là Mã Lập Quốc, Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam. Thực lực võ đạo của ông ta ở hành tỉnh Đông Nam có thể nằm trong top 20. Diệp Bắc Minh so với ông ta một đấm, lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Hơn nữa, còn đánh lùi Mã Lập Quốc. Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Thanh niên 5 năm trước tan cửa nát nhà có thực lực mạnh mẽ như thế ư. Danh con này, sao lại như thế được? Đám thành viên của Hiệp hội Võ đạo cũng khá sừng sốt. Ông Tống, tại sao thực lực của thằng danh đó lại có thể mạnh tới vậy? Một người đàn ông trung niên hỏi. Ông Tống tính tình khá nóng nảy bình tĩnh nói, kẻ này, không đơn giản. Nhưng thực lực của nó có lẽ không bằng Mã Lập Quốc. Một đấm lúc nãy nó dùng xảo kình. Xảo kình. Người trong Hiệp hội Võ đạo thoáng suy ngẫm. Cậu. Mã Lập Quốc vô cùng khiếp sợ, ông ta chỉ cảm thấy cổ tay mình đang run lên. Nắm đấm hơi đau. Trước mặt nhiều người như thế, ông ta lại bị một đấm của Diệp Bắc Minh đánh lùi 7 bước, đúng là mất mặt mà. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh còn bảo ông ta cút. Mã Lập Quốc đầy xấu hổ và giận dữ, gương mặt già nua đỏ bừng lên, trong lòng là ngọn lửa giận. Diệp Bắc Minh, lão già này đã cho cậu cơ hội. Bản thân cậu không nắm bắt, dù có được bối cảnh thông thiên thì hôm nay tôi cũng phải giết cậu, Mã Lập Quốc gào lên, gần như là cắn răng thốt ra từ trong cổ họng. Chân ông ta giẫm mạnh. Nội kình bắt đầu quay cuồng. Gào giống, như hổ gầm long ngâm. Nội lực của Mã Lập Quốc sôi trào. Hơi thở vô cùng mạnh mẽ bùng nổ từ trong cơ thể ông ta. Xung quanh rất nhiều người giàu có không nhịn được lùi lại phía sau. Hít khí lạnh. Lúc này, bọn họ như đang đối mặt với tiếng hổ gầm của con mãnh hổ hung hãn nhất núi rừng. Tất cả đều bị ông ta dọa sợ, đứng ngây ra tại chỗ. Giết! Mã Lập Quốc nhảy dựng lên, như mãnh hổ vồ tới chỗ Diệp Bắc Minh. Hai tay trông như vuốt hổ. Một tay nhắm vào tim Diệp Bắc Minh. Một tay khác nhắm vào cổ họng anh. Ác độc đến cực điểm. Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó, trong mắt người Giang Bắc lại thành Diệp Bắc Minh sợ đến mức choáng váng rồi nên mới không nhúc nhích. Hai người đứng cách xa nhau 10 mét. Khoảng cách 10 mét nhanh chóng kéo gần. Khi Mã Lập Quốc chỉ còn cách Diệp Bắc Minh 2 mét thì anh vẫn hờ hững đứng đó. Thằng danh này đã thành người chết rồi, ông Tống hờ hững thốt ra một câu, khoảng cách 2 mét. Trong cuộc chiến của tông sư võ đạo thì bên nào không ra tay, sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa. Ha ha! Mọi người trong hiệp hội võ đạo đều nở nụ cười lạnh. Khi chỉ còn một mét cuối cùng, Diệp Bắc Minh đột nhiên nói, tôi đã nói rồi, tôi bảo ông cút. Anh đột ngột giơ tay lên, tung ra một đấm. Nhanh như tia chớp. Ngay cả Mã Lập Quốc cũng không kịp phản ứng. Thì nó đã dừng ở vị trí tim Mã Lập Quốc. Mọi người khiếp sợ phát hiện, lấy tâm từ vị trí tim Mã Lập Quốc, xung quanh cơ thể ông ta bắt đầu tạo nên những gợn sóng. Như một tảng đá quăng vào trong nước. Tim Mã Lập Quốc có cảm giác đau nhức, rồi sau đó là hít thở không thông, ngực, cơ bắp như muốn vỡ ra. Phụt! Mã Lập Quốc phun ra một ngụm máu, bay đi không khác gì một con chó chết. Ngay sau đó, rầm! Cơ thể Mã Lập Quốc mạnh mẽ nện xuống đất, hoàn toàn không còn hô hấp. Một đấm của Diệp Bắc Minh, phó hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam. Mã Lập Quốc, chết. Bấy giờ, toàn thế giới đã chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, trừng lớn ánh mắt, không dám tin. Saito Asuka dưới chân Diệp Bắc Minh trợn sắp lòi cả mắt ra ngoài, cơ thể đau nhức cũng bị quên đi trong thời gian ngắn, cả người cứ run lên. Một người đàn ông trung niên trong Hiệp hội Võ đạo đi tới, kiểm tra hơi thở của Mã Lập Quốc. Rồi quay sang ông Tống khẽ lắc đầu. Chết rồi. Đồng tử ông Tống co rụt lại. Mọi người trong hiệp hội võ đạo lùi về phía sau từng bước theo bản năng. Mọi người ồ lên. Chết rồi ư. Hưng.
những tiếng hít vào lạnh lẽo vang lên. Ông trời của tôi ơi, đó là phó hội trưởng Mã đấy. Phó hội trưởng Mã đã chết rồi ư? Bị một thanh niên đến từ Giang Nam, 5 năm trước đã rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, bị vua Giang Nam đuổi giết đánh chết trong một đòn. Một đám nhà giàu Giang Bắc đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Triệu bị giết. Vua Giang Nam bị giết. Bọn họ đã từng nghe tới ba chữ Diệp Bắc Minh. Tên của Diệp Bắc Minh thật sự như tiếng sấm bên tai. Tít tít, tút tút tút, tinh tinh tinh. Đột nhiên, điện thoại của đám nhà giàu kia liên tục vang lên. Bọn họ đều đi nghe điện thoại. Cái gì, thương hội Đông Doanh bị diệt. Quân Vô Hối chết rồi, bị Diệp Bắc Minh giết chết hả? Má ơi, thiệt hay giả vậy? Trời sắp sập rồi. Bởi vì tin tức bị giới hạn thời gian lan truyền nên đám nhà giàu đó không nắm được chuyện xảy ra ở Giang Nam sớm. Lúc này, cuối cùng tin tức cũng đã lọt tới tai bọn họ. Cộng thêm Diệp Bắc Minh đứng trước mặt bọn họ, một đấm giết chết Mã Lập Quốc. Cảm giác rung động đó thật sự không thể hình dung được. Hình như cậu ta, mới hơn 20 thôi nhỉ, có người nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Một thanh niên đầu hai lại có được thực lực khủng bố như vậy ư? Tương lai, Giang Nam, Giang Bắc sẽ không thể vắng bóng cậu ta. Dường như bọn họ vừa nhìn thấy một vị vua mới vừa được sinh ra. Thực lực của cậu Diệp thật đáng sợ. Mã Lập Quốc ít nhất cũng đã đến rất gần Đại Tông Sư. Lại bị một đấm của cậu ấy giết chết, Thẩm Hạc kinh hãi nghĩ. Dù là ông ta cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ông ta thoáng suy ngẫm. Nếu như một đấm đó đánh vào mình, thì ông ta có đỡ nổi không? Ngẫm đi ngẫm lại, trên trán Thẩm Hạc lại dày thêm một lớp mồ hôi. Mau, mau giao ba cô gái kia ra, anh Diệp Bắc Minh. Ngài Diệp Bắc Minh, anh Diệp, tha mạng, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Saito Asuka sợ đến mức choáng váng, hắn ta kêu la không khác gì một con chó chết, luôn miệng cầu xin. Mã Lập Quốc còn bị Diệp Bắc Minh giết chết trong một đấm. Thì sao hắn ta còn dám ôm hy vọng vào may mắn? Ba người Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Ngư Ấu Vi được dẫn đến. Trạng thái hôn mê. Diệp Bắc Minh liếc mắt. Thẩm Hạc lập tức đi tới kiểm tra một lượt. Cậu Diệp, chỉ là hôn mê thôi, không có vấn đề gì quá lớn, Thẩm Hạc nói. Diệp Bắc Minh khẽ vuốt cằm, để Thẩm Hạc đưa bọn họ rời đi. Saito Asuka vội vàng mở miệng, anh Diệp Bắc Minh, không liên quan gì đến tôi cả. Có người liên lạc với tôi, nói là muốn để ba cô gái đó ở chỗ tôi không ngờ họ là người đàn bà của anh. Tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi cam tâm tình nguyện làm con chó của anh. Cuối cùng Saito Asuka cũng bỏ mặc tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm, có quan trọng bằng mạng sống không? Phụt, Diệp Bắc Minh lười nghe những lời vô nghĩa của Saito Asuka, một chân dẫm xuống. Đầu hắn ta như quả dưa hấu nổ tung. Âm thanh đã biến mất. Khóe mắt người trong hiệp hội võ đạo đều giật giật. Ông Tống nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu dám giết cả Mã Lập Quốc ư? Cậu có biết Mã Lập Quốc là ai không? Từ nay trở đi, suối nước nóng Cựa Lạc chắc chắn phải đóng cửa. Nếu như tôi biết nơi này vẫn tiếp tục kinh doanh, giết không tha, Diệp Bắc Minh xoay người bỏ đi. Phớt lờ. Không ngờ anh lại trực tiếp phớt lờ lời ông Tống nói. Nhóm người giàu của Giang Bắc cùng với các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo đều ngu người. Thằng danh này có lá gan quá lớn. Lớn đến mức không biết trời cao đất rộng. Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh rời đi. Một đám nhà giàu Giang Bắc cùng mấy ông lớn của Hiệp hội Võ Đạo lại không có ai dám ngăn cản. Ai dám ngăn cản cơ chứ? Mã Lập Quốc tung hoành trong giới võ đạo suốt 40 mấy năm cũng bị một đấm đánh chết. Ngăn cản Diệp Bắc Minh thì có khác gì tự tìm đường chết. Chờ đến khi Diệp Bắc Minh ra khỏi suối nước nóng Cực Lạc, thì ông Tống phát ra tiếng gào đầy tức giận, Diệp Bắc Minh. Cậu xem lão già này là ai? Cậu xem Hiệp hội Võ Đạo là cái gì? Cậu xem Giang Bắc này là gì? Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đã đi mất từ lâu. Sau khi lên xe, ba người đẹp đang nằm ngang xếp dọc ở khoang ghế sau. May là khoang sau đủ lớn. Sau khi Diệp Bắc Minh ngồi lên thì cảm thấy hết sức cạn lời. Ba cô gái này ngủ không có tí gì gọi là thục nữ. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đều mặc váy ngắn, nhưng hai chân họ lại dang ra thành hình chữ đại. Tôn Thiến tính tình nóng nảy, ngực to não ngắn. Không ngờ lại còn mặc chuột Mickey. Quần áo Ngư Ấu Vi bị cuốn lên hết,
dáng người lồi lõm lộ ra hết không sót chút gì. Lúc cuộn người lại còn lộ ra vùng tam giác. Hạ Nhược Tuyết thì quyến rũ vô bờ, dù đang trong trạng thái hôn mê thì nhan sắc vẫn có thể thay cơm. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sờ mũi. Ba cô gái này đang muốn ép người ta phạm tội hả? Cứu bọn họ tỉnh lại trước đã, Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng. Anh sẽ không làm ra những chuyện không khác gì con thú đó. Diệp Bắc Minh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ba cô gái trúng độc nên mới hôn mê. Ngân châm ghim xuống, đâm vào huyệt đạo ba người. Ba cô gái cùng tỉnh lại. Cả đám mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó, tiếng hét đầy sợ hãi khiến màng nhĩ Diệp Bắc Minh như sắp rách đến nơi. Anh có thể đánh chết tông sư trong một đấm. Nhưng đối mặt với ba người đẹp này thì lại không biết phải giải quyết thế nào. 3 phút sau, ba cô gái mới yên tĩnh lại. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, sợ tới mức lập tức gào khóc, hu hu hu, tớ cứ tưởng là mình sẽ chết, sao cậu lại tới đây? Làm tớ sợ muốn chết, mấy người đó đòi giết tớ với Tôn Thiến, còn muốn dùng bọn tớ để uy hiếp cậu. Mắt Tôn Thiến đỏ bừng, ôm đùi. Nước mắt rưng rưng. Cô gái tính tình nóng nảy là thế mà cũng sợ không hề nhẹ. Cô ta ngồi đối diện Diệp Bắc Minh, chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy chuột Mickey. Ngư ấu vì vô cùng cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía. Phát hiện mọi người đang ngồi trong một chiếc xe hơi đang chạy. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Tuyết, các cậu không sao rồi, Diệp Bắc Minh vỗ vai Hạ Nhược Tuyết, sau đó cô ấy mới nguôi ngoai. Ngư ấu vì nhìn hai người ôm ôm ấp ấp. Trong lòng thoáng có cảm giác lạ. Ngư ấu vì không biết tại sao lại như thế. Nói chung là cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta nhướng mày, Diệp Bắc Minh, đến lúc nào rồi mà anh còn ở đó ôm ôm ấp ấp. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, đám người đông doanh đó bắt nhóm Nhược Tuyết, sao cô cũng có mặt ở đó vậy? Ngư ấu vì khá tức giận, thì tôi cũng vì cứu người đấy còn gì. Kết quả cuối cùng. Cô ta không nói được. Quá mất mặt. Nữ binh vương Long Tổ. Lại để thuyền lật trong mương. Diệp Bắc Minh cười cười, không tiếp tục hỏi về chuyện này. Ngư ấu vì lại đổi chủ đề, nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh nói, chuyện anh bảo tôi đi điều tra, tôi đã nắm được rồi. Thân thế của anh không hề đơn giản, nhưng tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì chuyện này sẽ là một cú sốc khá lớn với anh đấy. Nói thế là sao, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Ngư ấu vì nói, chúng tôi điều tra được, anh rất có thể không phải là con của bố mẹ mình. Là sao? Tim Diệp Bắc Minh chợt thắt chặt. Anh không phải con của bố mẹ. Ngư ấu vì nhìn Diệp Bắc Minh, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, lần trước sau khi trở về, tôi đã đồng ý sẽ điều tra rõ chân tướng về cái chết của gia đình anh. Nhưng tôi phát hiện ra một chuyện khá kỳ quái, tất cả mọi thứ về gia đình anh ở Giang Nam đều bị xóa sạch. Dù có mượn sức của Long Tổ để tìm kiếm cũng chẳng thấy lần ra manh mối gì. Long Tổ là gì cơ chứ? Không khác gì mật thám của đại nội thời xưa, cẩm y vệ các thứ. Cả Long Tổ cũng không thể điều tra được tin tức về nhà họ Diệp, chắc chắn trong đó có ẩn khúc gì. Thế nên, tôi một hơi điều tra hẳn mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước? Ngư ấu vi trả lời, đúng vậy. Diệp Bắc Minh, liệu anh có còn nhớ không? Mười mấy năm trước anh từng bị bệnh rất nặng. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát mới nhớ lại, hình như là có chuyện đó, năm tôi khoảng 5, 6 tuổi. Đúng vậy, khi đó anh mắc một căn bệnh lạ mà cả Giang Nam không cách nào trị khỏi, Ngư ấu vi lấy ra một sấp báo, lật tới một trang bên trong, chuyện đó còn gây náo động khắp Giang Nam. Khi đó có chuyên gia về y học đến Giang Nam xem xét tình hình, đúng lúc gặp phải chuyện đó. Bệnh lạ của anh. Cả chuyên gia kia cũng không thể trị khỏi. Còn lên cả báo. Diệp Bắc Minh nhớ lại chuyện quá khứ. Trước khi tôi bệnh thì cơ thể khỏe lắm, khỏe hơn hẳn người bình thường. Lúc đi nhà trẻ, tôi chạy bộ còn nhanh hơn cả một người trưởng thành. Một bữa cơm ăn còn hơn 2-3 người trưởng thành ăn. Thỉnh thoảng, lúc tôi ở trong trường còn có thể nghe thấy lời mọi người đang nói với nhau ngoài ngã tư. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, tôi báo chuyện này cho thầy cô giáo. Họ còn bảo tôi đang nói dối. Sau lần bệnh nặng đó, khả năng này của tôi cũng hoàn toàn biến mất. Ngư ấu vì lại lấy trong túi tiền ra một tờ giấy, đây là kết quả kiểm tra máu của anh và bố mẹ mình, trong đó nói rõ, ba người không có quan hệ huyết thống.
Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Lấy lại xem. Cậu Bảy Diệp, Lý Hương Liên và Diệp Bắc Minh trải qua xét nghiệm y học cho thấy, không có quan hệ huyết thống. Một hàng chữ đọc mà rợn cả người. Sao lại như thế được, đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ngư Ấu Vi có chút đồng cảm nhìn Diệp Bắc Minh. 5 năm trước, tan cửa nát nhà. 5 năm sau quay về, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù cho bố mẹ. Nhưng lại biết mình không phải cốt nhục bố mẹ sinh ra. Đổi lại là bất kỳ một ai cũng rất khó chấp nhận được tất cả những thứ này. Hạ Nhược Tuyết kéo tay Diệp Bắc Minh, đừng buồn nữa, còn có tớ ở đây. Dù cậu có thân thế gì, tớ cũng sẽ ở bên cậu. Hạ Nhược Tuyết đầy ẩn ý, đau lòng nhìn Diệp Bắc Minh. Ngư Ấu Vi trong lòng có chút khó chịu, được rồi, tạm thời tôi mới tra ra được những thứ này. Chuyện đã hứa với anh vẫn chưa làm rõ ràng, nhưng anh yên tâm, Ngư Tiểu Vi tôi làm việc có đầu có cuối. Tiếp theo tôi đi thăm dò, bảo người của anh dừng xe. Tôi muốn xuống, không có thời gian nhìn hai người tán tỉnh nhau. Cô ta nói một tràng xong. Có chút mùi vị chua chát. Dừng xe, Diệp Bắc Minh mở miệng. Thẩm Hạc chân đạp phanh, dừng ở bên đường. Ngư Ấu Vi mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống. Chờ chút, Diệp Bắc Minh nói. Ngư Ấu Vi nhướng mày, sao thế? Anh còn có việc gì à? Diệp Bắc Minh nói, chuyện này vẫn phải cảm ơn cô. Còn về chuyện của bố mẹ tôi, cô không cần để ý. Có thể tra được mấy thứ này đã đủ rồi. Tôi sẽ dùng cách của mình đi thăm dò. Tôi giúp cô lấy ra 3 cây kim bạc trong cơ thể cô. Diệp Bắc Minh nói xong, chia tay ra túm ngực Ngư Ấu Vi. A, một cảm giác tê dại truyền tới. Ngư Ấu Vi kêu lên một tiếng. Còn chưa chờ cô ta phản ứng. Phụt phụt phụt. 3 cây kim bạc từ vị trí tim xuyên qua máu thịt. Rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh. Anh, Ngư Ấu Vi giận dữ nhìn Diệp Bắc Minh, mở cửa xe, chạy nhanh như làn khói. Chạy một mạch ra hàng 100 mét, trốn vào trong ngõ. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Ấu Vi đã sớm đỏ bừng. Có thể chảy ra nước. Ngực của cô ta vẫn tê dại. Tên khốn này, sao có thể sờ, chỗ này chứ? Ngay cả nhắc cũng không thèm nhắc, quá đáng, Ngư Ấu Vi cắn răng nghiến lợi, bóng dáng giống như miêu nữ, ở trong ngõ một lúc rồi biến mất. Diệp Bắc Minh dựa vào xe, tay nắm chặt tờ báo cáo. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh xuống xe, Thẩm Hạc, ông đưa họ về phủ Diệp nghỉ ngơi đi. Rõ. Thẩm Hạc lái xe chạy về phủ Diệp. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến cũng bị dọa sợ. Cần nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh thì cầm theo tờ báo cáo, đi về phía bệnh viện làm giám định người thân năm đó. Cùng lúc đó, trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam, Giang Bắc. Ông Tống và các nguyên lão của Hiệp hội Võ đạo tập trung lại, sắc mặt u ám dọa người. Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam của chúng ta thành lập mấy chục năm rồi, chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Đường đường là phó hội trưởng, vậy mà lại bị đánh chết ngay trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này nếu không bắt Diệp Bắc Minh kia trả giá, về sau còn ai coi Giang Bắc chúng ta ra gì nữa? Ai còn coi Hiệp hội Võ đạo chúng ta ra gì nữa? Những nguyên lão này lòng đầy căm phẫn. Ở đại sảnh này có mười mấy người nằm trong top 500 tông sư trên bảng xếp hạng tông sư võ đạo Á Châu. Đây là một nguồn lực lượng đáng sợ. Lúc này, tất cả bọn họ đều trầm xuống. Diệp Bắc Minh nhất định phải chết. Phải chết, để hắn trả giá thật lớn. Rất nhiều người lên tiếng. Đột nhiên có người lên tiếng, vấn đề là trong mấy ông, ai có thể giết được Diệp Bắc Minh? Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, im lặng. Mã Lập Quốc là phó hội trưởng, cũng không phải tông sư võ đạo bình thường. Gần với cảnh giới đại tông sư. Hôm nay rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết Mã Lập Quốc. Bảo bọn họ đi khiêu chiến Diệp Bắc Minh. Không có lá gan này. Sau khi im lặng một khoảng thời gian dài. Đột nhiên, bên ngoài cửa phòng họp truyền đến một giọng nói, hội trưởng đến. Hội trưởng quay lại rồi. Vô số người rối rít đứng dậy, cho dù là ông Tống cũng đứng lên, nhìn về phía cửa lớn phòng họp. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên chắp tay đi vào. Một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt. Rất nhiều nguyên lão rối rít cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào người này. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam,
Lâm Thương Hải. Giọng nói Lâm Thương Hải nặng như núi, truyền vào tai mọi người, tôi vừa về nước, chuyện của Phó Hội trưởng Mã tôi đã biết rồi. Tôi mới đi có mấy ngày, Diệp Bắc Minh nào vậy? Lá gan lớn vậy. Nhà họ Triệu ở Giang Nam, vua Giang Nam, Thương hội Đông Doanh, quân vô hối, còn có Giang Bắc chúng ta có thể bị một thanh niên 23 tuổi quậy đến long trời lở đất. Ông Tống liếc mắt nhìn. Một cậu thanh niên nhà họ Tống đi đến, cung kính đưa ra một bức ảnh, hội trưởng, đây chính là Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của Lâm Thương Hải nhìn vào bức ảnh. Đồng tử phóng đại kịch liệt. Ông ta kinh hãi nói, sao lại là cậu ta? Nhà họ Hàn, Trung Hải. Hàn Nguyệt hô hấp dồn dập, xông vào sân nhà họ Hàn, ông nội, ông nội. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Giang Nam Mã Lập Quốc bị Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết. Hàn Kim Long đang đánh thái cực quyền, làm huấn luyện phục hồi. Nhờ đơn thuốc Diệp Bắc Thần kê cho ông ta uống. Đã có thể bỏ lại xe lăn để đi bộ. Mặc dù bình phục tương đối chậm, cần làm huấn luyện phục hồi. Nhưng so với trước kia, quả thật không cần tốt quá nhiều. Cái gì? Hàn Kim Long khiếp sợ, dừng động tác lại. Dù là ông ta cũng không thể nào giữ ổn định, không tin nổi nhìn về phía Hàn Nguyệt, Nguyệt Nhi, cháu nói ai chết. Mã Lập Quốc. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam, Mã Lập Quốc. Hàn Nguyệt hô hấp dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, dù đang mặc sườn xám nhưng cô ta cũng bất chấp hình tượng. Chạy một mạch quay về, thông báo cho ông nội tin tức này. Có thể tưởng tượng ra, chuyện này chấn động lớn đến cô ta thế nào. Chân mày Hàn Kim Long nhướn lên, lẩm bẩm, Đại hội Võ Đạo Long Quốc mới nhất là vào 5 năm trước đúng chứ? Thực lực của Mã Lập Quốc dù không phải Đại Tông Sư, cũng gần với Đại Tông Sư rồi. Chờ một chút, Mã Lập Quốc chết thế nào? Bị một quyền đánh chết. Hàn Kim Long nhìn về phía Hàn Nguyệt, có chút không chắc chắn. Vừa rồi có phải mình nghe lầm hay không? Hàn Nguyệt trả lời chắc nịch, ông nội, là bị Diệp Bắc Minh dùng một quyền đánh chết. Cháu chắc chứ? Hàn Kim Long vô cùng chấn động. Hàn Nguyệt ngực phập phồng, nói, đúng vậy, ông nội, một quyền đánh chết. Lúc ấy Giang Bắc có rất nhiều phú hào tận mắt nhìn thấy. Những nguyên lão của Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam cũng chứng kiến tất cả. Hàn Kim Long ngây ngốc tại chỗ, không dám tin nói, ông vẫn đánh giá thấp cậu ta rồi. Nguyệt Nhi, lúc chiến thần lăng phong tầm tuổi Diệp Bắc Minh là thực lực gì? Không bằng 1/10 của anh ta, cơ thể mềm mại của Hàn Nguyệt chấn động. Hàn Kim Long đột nhiên cười, cơ hội này chúng ta nhất định phải nắm chắc. Ông nội đã quyết định rồi, lần sau gặp được Diệp Bắc Minh, nhất định sẽ mai mối cho cháu. Đứa cháu rể này nhà họ Hàn chúng ta đã đặt trước. Kim Lăng, Vương Như Yên đang xử lý chuyện trong tầm tay. Mã Lập Quốc bị nó dùng một quyền đánh chết, Vương Như Yên ngây người, ngay cả cô ấy cũng có chút kinh ngạc. Sư đệ này, cho cô ấy quá nhiều bất ngờ mừng rỡ. Sư đệ, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá nhanh rồi. Khóe miệng Vương Như Yên nhếch lên nụ cười. Nếu để mấy sư tỷ biết, nào có ai ngồi yên được. Diệp Bắc Minh cầm kết quả kiểm tra DNA trong tay, đi đến bệnh viện làm giám định cha con cho anh mười mấy năm trước. Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Lý Tu Vinh, Diệp Bắc Minh đi đến quầy trung tâm. Nữ y tá nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh, anh muốn gặp ông Lý. Ha ha, khẩu khí của thanh niên quả không nhỏ, dám trực tiếp gọi tên ông Lý. Ông Lý là người anh muốn gặp thì có thể gặp sao? Bao nhiêu phú hào muốn khám bệnh, xếp hàng 3 năm sau đi. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi không đến khám bệnh, tôi tìm ông ta có chút vấn đề muốn hỏi. Ha ha, người giống như anh tôi gặp nhiều rồi, nữ y tá cười nhạt, thái độ đầy khinh thường. Anh đến từ nơi nào thì về nơi đó đi. Ông Lý không phải người anh có thể gặp được. Một ngày ông Lý chỉ gặp một bệnh nhân, Long Đô có một bệnh nhân mời ông Lý đến khám bệnh, ông Lý còn từ chối đó. Nghe nói người đó là quan lớn Long Đô đó không phải đã biết điều đến Giang Nam. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, Lý Tu Vinh ở bệnh viện. Đương nhiên, ông Lý ở tầng cao nhất của bệnh viện, nữ y tá mặt đầy ngạo mạn. Tầng cao nhất của bệnh viện này đều là phòng bệnh hàng đầu. Tùy tiện chọn một phòng bệnh phổ thông, một có 10.000 thì không xuống nổi. Phòng VIP hàng đầu, khởi đầu ít nhất 100.000 một ngày. Đắt không? Quả thật rất đắt.
nhưng nhà giàu nhất hành tỉnh Đông Nam đã từng ở phòng bệnh VIP hơn 3 tháng để kéo dài tính mạng. Đến cuối cùng vẫn qua đời. Hơn 3 tháng, khoảng chừng 100 ngày. Bỏ ra cái giá hơn 10 triệu, kéo dài tính mạng 3 tháng. Như vậy mới ung dung sắp xếp xong xuôi chuyện hậu sự, không để gia tộc lớn như vậy có nội đấu. Diệp Bắc Minh lướt qua y tá, đi về phía thang máy VIP thông tầng sau lưng cô ta. Anh làm gì thế? Nữ y tá kinh ngạc. Tốc độ cô ta rất nhanh, ngăn cản Diệp Bắc Minh, anh đây. Bốp! Diệp Bắc Minh giơ tay lên, tát cô ta lăn trên đất. Sau đó nhấn nút đi vào thang máy. Đến khi nữ y tá phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã lên tầng cao nhất. Lý Tu Vinh! Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi thang máy, lớn tiếng quát lên. Giọng anh giống như mãnh hổ, trong nháy mắt truyền khắp tầng cao nhất bệnh viện. Soạt! Bịch! Cửa của 7-8 phòng bệnh VIP mở ra. Từ bên trong có vài nam nữ trẻ tuổi đi ra. Hoặc là đàn ông trung niên. Bọn họ không giàu thì sang. Người già trong nhà sắp qua đời cần phải ở đây kéo dài tính mạng. Anh là ai? Thật là to gan, ai dám cho anh ở đây hét ầm ĩ lên. Ông cụ nhà tôi đang ở đây dưỡng bệnh. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, coi thường đám người này, Lý Tu Vinh mau ra đi, tôi tìm ông có chút việc. Anh! Chúng tôi đang nói chuyện với anh không nghe thấy hả? Mấy người đàn ông trung niên và nam nữ trẻ tuổi nghiêm nghị quát lên. Anh tên gì mà dám ở đây ngang ngược, có người giận dữ nói. Bọn họ cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho nhân viên bảo vệ. Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn người này, Diệp Bắc Minh. Ba chữ ngắn ngủi. Trong nháy mắt, hàng lang tầng cao nhất của bệnh viện vốn dĩ có chút náo nhiệt, chớp mắt liền yên tĩnh. Diệp Bắc Minh. Ba chữ này giống như có ma lực, khiến người ta gần như nghẹt thở. Bóp cổ họng tất cả mọi người. Diệp Bắc Minh, anh, không, anh chính là Diệp Bắc Minh, người đàn ông muốn gọi điện thoại, tay ngưng giữa không trung. Bất luận như nào cũng không bấm nổi. Hoàn toàn bị dọa cho ngây ra. Không chỉ là người đàn ông trung niên đang nói chuyện, nam nữ trẻ tuổi khác cũng đều hoảng sợ chạy về phòng, đóng cửa. Điên rồi. Bọn họ thật sự sắp sợ phát điên rồi. Nhân vật đáng sợ này làm sao đến bệnh viện? Đây chính là người diệt chết nhà họ Triệu, vua Giang Nam chết vì anh. Nhân vật đáng sợ này đã diệt thương hội Đông Doanh, giết con riêng của chiến thần Lăng Phong. Bọn họ dù có tiền đi nữa, có quyền thế đi nữa, làm sao so được với vua Giang Nam? Làm sao so được với chiến thần Lăng Phong? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi, ông biết Lý Tu Vinh ở đâu không? Phốc! Phú Hào mặc âu phục dày da, giá trị bản thân lên đến mấy tỷ, lúc này đang quỳ sụp xuống đất. Anh Diệp, ông Lý, ở phía sau, ông ta chỉ về một hướng. Đến khi người này ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Bắc Minh đã mất dấu từ lâu. Ông ta cũng bị dọa đến mức toàn thân mồ hôi thấm ướt. Diệp Bắc Minh đi đến nơi sâu nhất trên tầng cao, đứng trước cửa lớn một văn phòng làm việc. Cửa phòng làm việc cách âm. Chẳng trách giọng nói của anh không xuyên thấu nơi này. Cạch! Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra. Mấy người bên trong bất ngờ nhìn về phía cửa lớn phòng làm việc. Một ông cụ mặc đồ trung sơn. Một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Còn có hai người đàn ông trung niên chắp tay, đứng phía sau lưng ông cụ mặc đồ trung sơn. Diệp Bắc Minh nhìn ra, thực lực võ đạo của hai người này là cảnh giới tông sư. Cuối cùng, một ông lão đeo kính. Dáng vẻ ngoài 60 tuổi. Diệp Bắc Minh nhướng mày nhìn hai ông già, các người ai là Lý Tu Vinh? Bên trong phòng làm việc yên tĩnh. Thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi quát lên, anh là ai? Dám xông vào đây, ăn gan báo rồi à? Hai tông sư võ đạo kia bước lên trước một bước. Cản trước mặt ông lão mặc đồ trung sơn. Diệp Bắc Minh không để ý đến bọn họ, mà nhìn về phía ông lão hơn 60 tuổi đeo mắt kính, ông chính là bác sĩ Lý Tu Vinh. Lý Tu Vinh cau mày, thanh niên này, cậu là ai? Nơi này là tầng cao nhất của bệnh viện, cậu vào bằng cách nào? Diệp Bắc Minh mỉm cười, bác sĩ Lý, tôi không có ác ý. Có một chuyện muốn hỏi ông, giấy giám định DNA có phải chính ông đặt bút ký tên? Diệp Bắc Minh giơ biên lai có chút ố vàng trong tay ra. Qua mười mấy năm, tờ giấy đã hơi cứng. Lý Tu Vinh đẩy mắt kính, vẫn chưa nhìn rõ. Thiếu nữ bên cạnh quát một tiếng, bác sĩ Lý, đây là ý gì?
bệnh viện các người không phải một ngày chỉ tiếp đãi một bệnh nhân sao? Ông nội tôi từ Long Đô chạy đến đây, vậy mà ông có thái độ này. Cô ta ngang ngược nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tên nhãi, tôi mặc kệ anh là ai. Bây giờ là thời gian ông nội tôi chữa bệnh, cút ra ngoài cho tôi. Nói xong, cô ta chìa tay ra, cong thành dáng móng hổ. Túm về phía cổ Diệp Bắc Minh. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng. Chân mày ông cụ mặc đồ trung sơn nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, ông ta hét lớn, như ca cẩn thận, cháu không phải đối thủ của cậu ta đâu. Đáng tiếc đã quá chậm rồi. Diệp Như Ca vừa ra tay. Tốc độ của Diệp Bắc Minh còn nhanh hơn. Trong thời gian hít thở, Diệp Như Ca còn chưa rõ đã xảy ra chuyện ra liền bị Diệp Bắc Minh bóp cổ. Anh! Một cảm giác khó thở truyền tới. Cơ thể mềm mại của Diệp Như Ca run rẩy. Cô ta khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Chàng thanh niên trước mắt này tuổi tác không kém cô ta bao nhiêu. Nhưng tốc độ, sức mạnh, thân pháp, thực lực đều vượt xa cô ta. Ông cụ mặc đồ trung sơn vội vàng nói, anh bạn này, xin cậu hạ thủ lưu tình. Lão phu là Diệp Cấm Thành, đây là cháu gái tôi. Con bé buông thả quen rồi, cho nên đã nhất thời ra tay, đắc tội đến anh bạn nhỏ. Ở sau lưng ông ta, hai tông sư võ đạo nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Cấm Thành khẽ lắc đầu. Hai vị tông sư võ đạo lùi về phía sau nửa bước. Chính vì hành động này đã khiến sát khí của Diệp Bắc Minh rút lui đi một chút. Anh chậm rãi buông tay. Khụ, ông nội, Diệp Như Ca vội vã quay về, rưng rưng nước mắt. Cô ta chưa từng bị chịu oan ức này. Ông nội, giúp cháu dạy dỗ anh ta đi, anh ta thật quá đáng. Diệp Cấm Thành khẽ lắc đầu, là cháu quá đáng, còn chưa rõ tình hình đã ra tay. Không biết đại danh của anh bạn đây là. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, Diệp Cấm Thành có chút kinh ngạc. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Chàng thanh niên trước mắt chính là Diệp Bắc Minh. Ông ta có chút bất ngờ. Chuyện của Giang Nam, Diệp Cấm Thành đã nghe nói qua một chút, mặc dù ông ta không cảm thấy hứng thú. Nhưng nhân vật khuấy động làm mưa làm gió Giang Nam khiến Diệp Cấm Thành quả thực không ngờ đến. Diệp Bắc Minh kỳ quái, ông biết tôi. Diệp Cấm Thành cười nói, ha ha ha, chuyện anh bạn làm mấy ngày nay, có thể nói là kinh thiên động địa. Lão Phu về hưu từ lâu, ở Long Đô cũng đã nghe nói qua một vài sự tích của cậu. Ồ, ra là như vậy, Diệp Bắc Minh gật đầu. Chuyện của mình cũng đã truyền đến Long Đô. Diệp Như Ca mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, vua Giang Nam thật sự chết vì cậu. Diệp Bắc Minh không trả lời. Nhìn về phía Lý Tu Vinh, bác sĩ Lý, phiền ông một chút, biên lai này có phải ông đích thân viết hay không? Diệp Như Ca tức giận đến mức dậm chân. Tên nhãi này dám coi thường cô ta. Dựa vào cái gì? Lúc ở Long Đô, bao nhiêu người bạn cùng lứa vây quanh cô ta? Sao đến vùng quê nghèo hoang sơ như Giang Nam lại có một thằng nhóc nghèo dám thái độ này với cô ta? Đúng vậy, đánh giá của cô ta về Diệp Bắc Minh chính là ba chữ, thằng nhóc nghèo. Dù anh ở Giang Nam làm ra một vài chuyện kinh thiên động địa, nhưng đối với nhà họ Diệp ở Long Đô mà nói vẫn chưa đủ nhìn. Lý Tu Vinh biết thân phận của Diệp Bắc Minh cũng không dám thờ ơ. Ông ta nhận lấy biên lai, sau đó nghiêm túc gật đầu, là tôi viết. Con người Diệp Bắc Minh co rút lại, ông chắc chắn. Lý Tu Vinh trả lời, cậu Diệp, tôi rất chắc chắn. Nhìn thấy tờ biên lai này, tôi nhớ ra rồi. Cậu chính là đứa bé năm đó sao? Lúc ấy cậu mắc một căn bệnh nặng, bệnh viện cần truyền máu cho cậu. Tôi nhớ là anh cậu, bố mẹ cậu đều đã thử qua. Nhưng căn bản không hợp, cuối cùng đã làm giám định DNA, chắc chắn cậu không có quan hệ máu mủ với họ. Tôi biết rồi, cảm ơn, trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động. Mình không có quan hệ máu mủ với bố mẹ. Anh hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Một khắc cũng không muốn ở lại lâu. Chờ chút, cậu thanh niên. Lão Phu, Diệp Cấm Thành mở miệng, nhưng Diệp Bắc Minh vẫn rời đi, không có ý dừng lại. Ai, hạt giống tốt, Diệp Cấm Thành nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, còn đuổi ra khỏi phòng làm việc, không nhịn được khen ngợi. Diệp Như Ca lau khô nước mắt oan ức, ông nội, ông nói gì vậy? Diệp Cấm Thành đánh giá, thiên phú người này khác với người thường. Tuổi còn trẻ, ở trên tông sư, tuyệt đối là hạt giống tốt. Diệp Cấm Thành suy nghĩ,
khẽ giơ tay, điện thoại. Một tông sư võ đạo ở bên cạnh lấy điện thoại ra, cung kính đưa cho ông ta. Alo, lão già, tôi tiến cử cho ông một người. Người đàn ông trong điện thoại kinh ngạc, rốt cuộc là ai có thể khiến ông anh tôi đích thân đề cử. Diệp Cấm Thành có chút hưng phấn, một cậu thanh niên tên Diệp Bắc Minh, tác phong làm việc rất phù hợp khẩu vị của lão phu. Chỗ các ông không phải cần người sao? Phá lệ thu nhận cậu ta đi. Người đàn ông trong điện thoại bất ngờ, Diệp Bắc Minh. Là Diệp Bắc Minh đã quậy tung Giang Nam. Không sai. Diệp Cấm Thành trả lời. Người đàn ông trong điện thoại nói, nhưng cậu ta chơi hơi quá đáng, vua Giang Nam, còn có con trai quân vô hối của chiến thần Lăng Phong cũng chết vì cậu ta. Người phía đảo quốc Đông Doanh cũng bị cậu ta giết mấy người, bây giờ cần phải nói rõ. Vấn đề của chiến thần Lăng Phong, để lão phu giải quyết. Còn về người Đông Doanh, ha ha, cần gì phải nói rõ. Cho họ cút. Sắc mặt Diệp Cấm Thành trầm xuống. Người đàn ông trong điện thoại sững sờ, sau đó cười nói, ông anh định đoạt, được. Cúp điện thoại. Diệp Cấm Thành nói, bác sĩ Lý, nói tiếp chẩn đoán của ông đi. Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Sắc mặt Lý Tu Vinh nghiêm túc, ông Diệp, tình hình của ông vừa rồi tôi đã nói qua. Gân mạch tổn thương, cộng thêm bệnh không tiện nói ra trước kia, tình hình rất tồi tệ. Tôi tài hèn học ít, không có cách nào chỉ tận gốc. Muốn hồi phục, ngoại trừ quỷ thủ thần y xuất thế, lấy 13 kim quỷ môn ra chữa trị. Quỷ thủ thần y, Diệp Cấm Thành có chút khó khăn, không nhịn được than thở một tiếng, người đó đã mất tích mấy chục năm rồi, thật sự vẫn còn sống trên đời sao. Diệp Như Ca tò mò, ông nội, quỷ thủ thần y nào vậy? Ông ta rất lợi hại sao? Nói thế này đi, chỉ cần còn một hơi thở, quỷ thủ thần y vẫn có thể cứu sống. 13 kim rút ra, Diêm Vương cũng phải lui. Diệp Bắc Minh từ trong bệnh viện đi ra. Xịch. Một chiếc xe thương vụ màu đen, chân đạp phanh, dừng trước cửa lớn bệnh viện. Mấy người đàn ông cường tráng bước xuống. Trên mặt bọn họ đều có vết sẹo hình chữ X. Dáng vẻ hơn hẳn người thường. Giữa trán mang theo khí tức quân ngũ, sát ý tràn ngập. Diệp Bắc Minh lập tức cảm nhận được người này không phải người bình thường. Từ quân doanh đến, Diệp Bắc Minh biết người đến không hề tốt. Người đàn ông cầm đầu mỉm cười, mày thông minh đấy, chiến thần Lăng Phong muốn gặp mày. Được. Diệp Bắc Minh lặng lẽ gật đầu, anh đoán, chiến thần Lăng Phong lúc này cũng nên gặp anh. Diệp Bắc Minh không sợ. Anh đi theo những người đàn ông này, trực tiếp lên xe. Tốc độ xe rất nhanh, đi về phía ngoại ô thành phố Giang Nam. Diệp Bắc Minh biết bên ngoài ngoại ô có một quân doanh. Đúng như dự đoán, xe lái vào một quân doanh. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, dọc đường có thể gặp được số lượng lớn binh lính đang nghiêm túc huấn luyện. Bọn họ đang huấn luyện ở thao trường. Diệp Bắc Minh tiến vào nơi sâu nhất trong quân doanh, trong đại sảnh, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta cắt đầu cua, dáng ngồi nghiêm chỉnh. Trong tay đang xem một cuốn binh thư cổ. Diệp Bắc Minh, cuối cùng chúng ta đã gặp mặt nhau rồi, người đàn ông trung niên nói, giọng vang vọng. Diệp Bắc Minh hỏi, ông chính là chiến thần Lăng Phong. To gan, gặp chiến thần mà không quỳ xuống, sau lưng Diệp Bắc Minh, một thượng tá trách mắng. Chính là một người đàn ông mặt sẹo trong số đó. Người đàn ông mặt sẹo giơ chân lên, đạp về phía sau đầu gối Diệp Bắc Minh. Muốn bắt anh quỳ xuống. Diệp Bắc Minh quay đầu, một quyền đánh vào ngực người này. Người đàn ông mặt sẹo bay ra ngoài đại sảnh, tắt thở tại chỗ. Mày! Mấy người đàn ông mặt sẹo vẻ mặt tức giận, đang định ra tay. Chiến thần Lăng Phong lạnh giọng nói, dừng tay, tất cả lui ra. Mấy người không phải đối thủ của hắn. Rõ! Mấy người đàn ông không cam lòng lui xuống, ánh mắt cay độc nhìn Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh lại ra tay, xông đến một người đàn ông gần nhất trong đó. Một tay giơ lên, đè xuống bả vai người đó. Răng rắc! Một tiếng giòn giã, bả vai người đàn ông này bể nát tại chỗ. Hai chân mềm nhũn, đầu gối giống như lưỡi khoan, đâm sâu xuống sàn nhà. Cơn đau nhức khiến mặt hắn ta nhăn nhó, kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh như tử thần, mắt nhìn xuống người này, vừa rồi là lần đầu, lại còn dùng ánh mắt này nhìn tôi. Chết! Mày! Người đàn ông ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Xem ra anh không nghe hiểu tiếng người rồi.
Ầm. Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, giáng một cái tát xuống. Đánh vỡ đầu người này. Những người đàn ông mặt sẹo khác rối rít lùi về phía sau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị ý chí kiên cường của Diệp Bắc Minh làm cho hoảng sợ không dám ngẩng đầu lên. Lúc này chưa đến nửa phút đã chết hai tên đồng bọn. Trước mặt chiến thần Lăng Phong, Diệp Bắc Minh cũng dám giết người, thật sự khiến người ta sợ hãi. Chiến thần Lăng Phong lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh, cậu thật sự vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Trước mặt tôi mà dám giết người. Diệp Bắc Minh không trả lời mấy câu hỏi này, hờ hững hỏi, bố mẹ tôi là ông phái người giết. Không liên quan đến tôi. Chiến thần Lăng Phong lắc đầu. Vậy liên quan đến ai? Diệp Bắc Minh nhớn mày. Chiến thần Lăng Phong có chút bất ngờ, cậu tin tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, với thân phận chiến thần của ông, không cần phải lừa gạt tôi. Ha 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 ha. Chiến thần Lăng Phong cười, Diệp Bắc Minh, cậu quả nhiên có thứ gì đó. Trẻ tuổi như vậy đã có thiên phú, chỉ số thông minh và quyết đoán này. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu như lúc tôi còn trẻ có năng lực bằng một nửa cậu, cũng không chỉ dừng lại địa vị như ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh cau mày, là ai hạ lệnh giết bố mẹ tôi? Tôi biết là ai, nhưng không thể nói cho cậu biết. Chiến thần Lăng Phong lắc đầu, bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh, vua Giang Nam là đệ tử của tôi, có người vượt qua tôi, trực tiếp hạ lệnh cho Giang Nam diệt cả nhà cậu. Lúc tôi biết đã muộn rồi. Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập. Trong con ngươi tràn đầy tia máu. Anh giống như một con dã thú, lạnh giọng hỏi, là ai muốn giết cả nhà tôi? Người kia không phải người cậu có thể động, dù là tôi cũng không động nổi vào hắn, chiến thần Lăng Phong khẽ lắc đầu. Diệp Bắc Minh vô cùng thông minh. Anh suy đoán, ông thân là chiến thần, chi phối quân doanh hành tỉnh Đông Nam. Dưới tay có hàng triệu đại quân. Toàn bộ Long Quốc có mấy người ông không động nổi. Hắn là người Long Đô. Dù là người của Long Đô, e rằng cũng là người của gia tộc lớn, thậm chí là tầng lớp cấp cao Long Đô. Chiến thần Lăng Phong rất kinh ngạc, ông ta không thể tin nổi nhìn Diệp Bắc Minh, đầu óc cậu khiến người ta có chút sợ hãi. Diệp Bắc Minh nói, là ai? Không thể nào nói cho cậu, chiến thần Lăng Phong lắc đầu, tôi vốn đã đồng ý với người này, giúp hắn giết cậu. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Thiên phú của cậu khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta khiếp sợ. Tôi nổi lên lòng yêu mến nhân tài, bây giờ cậu quỳ xuống, nhận tôi làm nghĩa phụ. Tôi có thể giúp cậu giả chết, chuyện này đến đây là kết thúc. Tôi có thể đảm bảo, 20 năm sau cậu sẽ ngồi ở vị trí của tôi, sắc phong chiến thần. Đến khi đó, cậu muốn giết ai thì cứ giết. Vị trí chiến thần. Không ai không rung động. Toàn bộ Long Quốc, chiến thần không vượt quá 30 người. Mỗi một người đều là tồn tại đáng sợ trấn giữ một tỉnh. Diệp Bắc Thần bất ngờ, tôi giết con trai ông còn muốn lôi kéo tôi. Ha 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 ha. Chiến thần Lăng Phong cười lớn, quân vô hối là con trai tôi, thiên phú rất tốt, cũng rất cố gắng. Bồi dưỡng để làm người nối nghiệp, trên thực tế cũng không tệ. Nhưng sau lưng nó có nhà họ Quân ở Trung Hải. Vì vậy, quân vô hối mới có thân phận và địa vị như ngày hôm nay. Hơn nữa, cậu cho rằng tôi chỉ có một đứa con trai. Chết một quân vô hối, có thêm một Diệp Bắc Minh, không thua thiệt, không thua thiệt chút nào. Ông nghĩ nhiều rồi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không làm nghĩa phụ, làm sư phụ cũng được. Chiến thần Lăng Phong cau mày, không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Diệp Bắc Minh cười nhạo, làm sư phụ tôi, ông không đủ tư cách. Câu nói này hoàn toàn chọc giận chiến thần Lăng Phong. Khí thế trên người ông ta đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh như băng, mang theo sát ý nồng nặc. Diệp Bắc Minh, cậu chắc chắn chưa? Sống chết nằm trong suy nghĩ của cậu đấy. Cậu chắc chắn lựa chọn đường chết, chiến thần Lăng Phong lạnh giọng uy hiếp. Một luồng sát ý lạnh băng bao trùm đại sảnh. Diệp Bắc Minh không sợ. Anh đứng chắp tay, mỉm cười nhìn chiến thần Lăng Phong. Cười nhưng không nói. Là cậu tự chọn. Con người chiến thần Lăng Phong lạnh lẽo, thân hổ ông ta chấn động, nhấc chân dẫm lên mặt đất, nhào tới giống như mãnh hổ. Mặt nền xi măng vì một cước này lập tức nứt ra đường vân như mạng nhện. Vèo. Một giây tiếp theo, chiến thần Lăng Phong đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp. Ngao ô. Hổ gầm vang rừng núi.
Trong nháy mắt chiến thần Lăng Phong đánh ra một quyền này, lại có một đợt khí màu trắng mãnh liệt dâng trào sau lưng ông ta. Phục hổ quyền, có chút thú vị, Diệp Bắc Minh bật cười. Lăng Phong, lại nghe long ngâm. Ông ta giơ tay ngưng tụ thành quyền, một quyền đánh về phía chiến thần Diệp Bắc Minh. Gầm, long ngâm thiên hạ, quyền của hai người đụng vào nhau. Xoẹt 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 xoẹt. Chiến thần Lăng Phong lùi về phía sau mười mấy bước, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Giáng long quyền, mày. Con người chiến thần Lăng Phong co rút kịch liệt, giống như xảy ra động đất, ông ta không dám tin liền gào thét, làm sao mày biết giáng long quyền? Long quốc quyền hoàng là thế nào với mày? Cái gì mà long quốc quyền hoàng? Đây là giáng long quyền sư phụ truyền thụ cho tôi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Anh lại chủ động đánh ra, xông về phía chiến thần Lăng Phong. Chiến thần Lăng Phong gần như sợ chết khiếp, ngược lại hít một hơi lạnh, đối diện với công kích của Diệp Bắc Minh, liên tục lùi về sau, sao có thể. Trong thiên hạ, chỉ có một mình Long Quốc Quyền Hoàng có dáng Long Quyền này. Mày học từ đâu? Long Quốc Quyền Hoàng là sư phụ mày. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Năm đó tao ở môn phái ông ấy cầu xin 3 năm, ông ấy cũng chỉ truyền thụ cho tao một bộ phục hổ quyền. Làm sao mày có thể học được dáng long quyền? Chiến thần Lăng Phong giống như bị kích thích cực lớn. Ông ta gào thét, gầm giống, lòng đố kỵ bùng lên không kiểm soát. Trong con người ông ta tràn đầy tia máu, Diệp Bắc Minh, giao quyền phổ dáng long quyền ra. Tôi không có quyền phổ, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vậy mày vẽ toàn bộ chiêu thức ra cho tao, chiến thần Lăng Phong kích động, giọng điệu ông ta gấp gáp, ra lệnh Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bật cười. Lăng Phong, ông cho rằng mình là ai, Diệp Bắc Minh lại đánh ra một quyền. Bùm! Chiến thần Lăng Phong thế mạnh vô cùng, trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực hồng hoang. Quả đấm của hai người vừa chạm nhau, một luồng khí cuộn mở. Sao có thể, mày là Đại Tông Sư, chưa đến 30 tuổi. Không đúng, Đại Tông Sư chưa đến 25 tuổi. Chiến thần Lăng Phong ngược lại hít một hơi lạnh, vô cùng chấn động. Long Soái Diệp Lăng Tiêu của Long Quốc năm đó trở thành Đại Tông Sư, tuổi cũng qua 35. Thời điểm Diệp Lăng Tiêu trở thành Tông Sư, 29 tuổi. Gần như phá kỷ lục của Long Quốc. 35 tuổi, Đại Tông Sư. Hiếm thấy trên đời. Trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được. Chiến thần Lăng Phong 50 tuổi trở thành Đại Tông Sư, so với Long Soái Diệp Lăng Tiêu muộn hơn 15 năm. Nhưng dù là như vậy, ở biên giới Long Quốc, ông ta cũng là thiên tài đứng đầu số 1 số 2. Diệp Bắc Minh chưa đến 25 tuổi đã có thực lực Đại Tông Sư. Thật là hù chết người ta. Chờ đã, đột nhiên, chiến thần Lăng Phong lại nghĩ đến một sự thật đáng sợ. 5 năm trước, cả nhà Diệp Bắc Minh bị đuổi giết, hai võ giả cấp thiên gần như có thể giết toàn bộ nhà bọn họ. Khi đó, Diệp Bắc Minh chắc chắn không phải võ giả. Hắn chẳng qua chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, 5 năm, chỉ 5 năm ngắn ngủi. 5 năm nay, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì? Trong thời gian 5 năm, làm thế nào từ một võ giả bình thường trở thành cường giả Đại Tông Sư? Rít! Chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát rét. Một luồng cảm giác đáng sợ khiến tim ông ta đập loạn. 5 năm có thể trở thành một Đại Tông Sư. Mày thật sự đã tiến vào sơn cốc kia, chiến thần Lăng Phong dáng vẻ sợ hãi hỏi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, ông nói nhảm nhí quá nhiều rồi. Lăng Phong, tôi không có thời gian lãng phí với ông. Là ai hạ lệnh giết cả nhà tôi? Chiến thần Lăng Phong lắc đầu, mày muốn biết, trừ phi tao quỳ xuống. Tôi thỏa mãn ông. Diệp Bắc Minh phun ra 4 chữ. Một giây tiếp theo, khí tức toàn thân Diệp Bắc Minh đột nhiên tăng vọt. Xương cốt trong cơ thể anh đôm đốp vang dội. Từ trong lỗ mũi anh xông ra hai đợt khí màu trắng. Chân khí tiết ra ngoài, ngưng tụ thành tính thực chất. Quỳ xuống. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Nhảy lên thật cao, từ trên trời hạ xuống. Một quyền đánh xuống chiến thần Lăng Phong. Chiến thần Lăng Phong chìa hai tay ra, nghênh đón Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt cánh tay hai người tiếp xúc với nhau. Chiến thần Lăng Phong chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Đinh giang. Hai đầu gối mềm nhũn. Một tiếng vang thật lớn. Lấy đầu gối của chiến thần Lăng Phong làm tâm điểm, toàn bộ sàn nhà gạch ở đại sảnh đều nổ tung.
Mày! Sắc mặt Chiến Thần Lăng Phong tái nhợt, kinh hãi ngẩng đầu lên. Một tay Diệp Bắc Minh chắp sau lưng, tay còn lại đè lên bả vai Chiến Thần Lăng Phong. Như thiên thần vậy. Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, bây giờ ông đã quỳ rồi, có thể nói được chưa? Lúc này, nơi sâu thẳm con ngươi Chiến Thần Lăng Phong chinh chiến xa trường lúc này đều run rẩy. Ông ta vô cùng kinh hoàng. Diệp Bắc Minh rất trẻ tuổi, trẻ đến đáng sợ. Thế nhưng vẻ lạnh lùng sâu trong đôi mắt khiến vị chiến thần này không lạnh vẫn run. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Quá đáng sợ. Chiến Thần Lăng Phong suy nghĩ trong lòng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, tôi nói. Là bố ruột cậu muốn giết cả nhà cậu. Ông nói gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Mặc dù anh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Bố mẹ bây giờ của mình có lẽ không phải bố mẹ ruột. Nhưng nghe thấy câu này, anh liền kinh hãi. Anh không nhịn được hỏi, ông nói là bố ruột tôi muốn giết tôi. Tại sao? Bố ruột tôi là ai? Rốt cuộc có chuyện gì? Lăng Phong, nếu ông dám nói láo, tôi giết ông ngay bây giờ. Cánh tay trái của Diệp Bắc Minh dùng sức, hai chân Chiến Thần Lăng Phong gần như sắp bị phế bỏ. Ông ta cố nén cơn đau, cắn răng nghiến lợi, trong miệng phun ra máu tươi, cậu Diệp. Ba chữ Diệp Bắc Minh này, ông ta không dám nói thêm nữa. Lời tôi nói đều là thật, bố đẻ của cậu là Diệp Minh Viễn nhà họ Diệp ở Long Đô, Chiến Thần Lăng Phong mở miệng, Vạn Lăng Phong tôi lấy tính mạng ra thề. Diệp Bắc Minh im lặng hồi lâu, trong miệng nói ra ba chữ, Diệp Minh Viễn. Tâm tình anh có chút phức tạp. Bố ruột của mình thật sự là người nhà họ Diệp ở Long Đô. Diệp Minh Viễn, tại sao ông ta phải giết mình? Hổ dữ không ăn thịt con mà. Tại sao phải giết tôi? Diệp Bắc Minh hỏi. Vạn Lăng Phong nói, vì Diệp Minh Viễn muốn thành thân với một người phụ nữ, thân phận người phụ nữ này rất đáng sợ. Diệp Minh Viễn đã có cậu và mẹ cậu, các người trở thành chướng ngại vật của ông ta và người phụ nữ kia. Vốn dĩ Diệp Minh Viễn định đưa cậu đến cô nhi viện nuôi dưỡng. Nhưng sau đó, Diệp Minh Viễn hạ lệnh cho người làm trong nhà là cậu bảy Diệp rời khỏi Long Đô, đưa các người đến Giang Nam. Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc như vậy. Nhưng, Vạn Lăng Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, 10 năm trôi qua, tất cả đều bình an vô sự. Nhưng vào 5 năm trước, người phụ nữ kia đã biết sự tồn tại của cậu. Bà ta bảo Diệp Minh Viễn giết người diệt khẩu. Diệp Bắc Minh đã biết rõ ngọn nguồn. Anh cười, vậy nên, bố ruột tôi vì lấy lòng một người phụ nữ. Muốn giết tôi. 18 năm trước từ bỏ tôi. 18 năm sau lại muốn giết tôi. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to. Vạn Lăng Phong thở dài. Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống, mẹ ruột tôi đâu? Cái này, tôi không biết. Vạn Lăng Phong lắc đầu, có lẽ chỉ mình Diệp Minh Viễn mới biết tung tích của bà ta. Diệp Bắc Minh lấy được tin tức mình muốn, xoay người rời đi, bỏ lại một câu, Vạn Lăng Phong, lời của ông tốt nhất là thật. Tôi sẽ đi điều tra, nếu ông nói láo một câu, dù ông là chiến thần, tôi cũng phải khiến ông chết không có chỗ chôn. Vạn Lăng Phong biết rồi. Chiến Thần Lăng Phong gật đầu. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, trong lòng Vạn Lăng Phong đột nhiên chấn động. Đột nhiên, đầu Vạn Lăng Phong nặng nề đập xuống mặt sàn, làm ra động tác dập đầu. Đường đường là Chiến Thần Lăng Phong. Người đứng đầu tỉnh Đông Nam. Lại dập đầu với Diệp Bắc Minh. Nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Diệp Bắc Minh quay đầu, có chút kinh ngạc, ông làm gì vậy? Cậu Diệp, xin hãy thu nhận tôi đi, bắt đầu từ bây giờ, Vạn Lăng Phong làm trâu làm ngựa, chỉ phục vụ một mình cậu Diệp, Vạn Lăng Phong lớn tiếng hô lên. Để tôi xử lý bệnh kín của ông. Lát nữa tôi kê cho ông một toa thuốc, ông uống theo, cùng lắm là 3 tháng, tất cả bệnh kín trên người ông đảm bảo biến mất toàn bộ. Nghe đến đây, Vạn Lăng Phong hoàn toàn ngây người. Toàn thân giống như hóa đá. Phốc! Vạn Lăng Phong đứng dậy từ trên ghế, không để ý đến cơn đau nhức ở đầu gối, một tiếng quỷ phốc lại vang lên. Chủ nhân, ân tình của cậu giống như tái tạo vậy. Vạn Lăng Phong hoàn toàn phục rồi. Sau này dù có nhiệm vụ gì, lao vào dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không chối từ. Vạn Lăng Phong kích động sắp khóc. Bệnh kín mấy chục năm vậy mà có thể được chữa khỏi. Ông ta cũng vì bệnh kín trong cơ thể nên mới không thể đột phá những ràng buộc của Đại Tông Sư, tiến vào cảnh giới cao hơn.
Diệp Bắc Minh giải quyết bệnh kín cho ông ta, đả thông hai mạch nhâm đốc. Giống như bố mẹ tái tạo. Lần này, Diệp Bắc Minh không đỡ Vạn Lăng Phong, mà dặn dò, bây giờ có một chuyện cần ông làm, đi điều tra rõ ai là mẹ ruột của tôi. Bây giờ bà ấy còn sống hay không, một khi có tin tức, lập tức nói cho tôi biết. Rõ. Vạn Lăng Phong cung kính trả lời. 5 phút sau, Diệp Bắc Minh rời khỏi quân doanh. Vạn Lăng Phong đích thân đưa anh rời đi. Nhìn thấy cảnh này, vô số nguyên lão trong quân doanh đều ngơ ngác. Tình huống gì vậy? Sao chiến thần Lăng Phong lại đích thân đưa Diệp Bắc Minh rời đi? Không phải Diệp Bắc Minh giết quân vô hối sao? Đây chính là con riêng của chiến thần Lăng Phong, giữa bọn họ chẳng lẽ đã hòa giải? Sao tôi cứ có một cảm giác quái dị, hình như chiến thần Lăng Phong lại trở nên rất cung kính với Diệp Bắc Minh, có người hoài nghi nói, lập tức gặp phải phản đối của những người khác. Đừng nói bậy bạ, điều này sao có thể chứ? Mấy người đều lắc đầu. Diệp Bắc Minh bảo Vạn Lăng Phong tiễn anh về đến cửa lớn, lúc chuẩn bị bước vào phủ Diệp. Một cảm giác quỷ dị truyền tới. Không ổn. Con người Diệp Bắc Minh híp lại, nhìn cửa lớn phủ Diệp. Vạn Lăng Phong cũng ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía cửa lớn phủ Diệp. Chỉ thấy cửa khép hờ. Không có một ai. Sao vậy? Vạn Lăng Phong nhìn thấy có gì đó không đúng. Diệp Bắc Minh không nói gì, nhảy xuống xe sải bước đi về phía phủ Diệp. Đi qua cửa lớn vừa vào đến trong sân phủ Diệp, xung quanh xuất hiện mười mấy người đàn ông da trắng. Tạch tạch tạch. Đạn chút xuống như mưa. Hiu. Thân pháp Diệp Bắc Minh cực nhanh, hai tay giống như đánh thái cực, liên tiếp giơ tay lên không trung. Keng 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 keng. Đạn chút xuống bị anh túm lại. Tiếp đó ném ra bốn phía người đàn ông da trắng. Phốc 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 phốc. Tốc độ những viên đạn này xuyên qua tim của những người đàn ông da trắng còn nhanh hơn cả khi chúng được bắn ra. Trong nháy mắt sân im bặt, tràn đầy mùi thuốc súng. Bốp 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 bốp. Một tràng tiếng vỗ tay truyền tới, mấy người đàn ông da trắng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng cười lạnh, chậm rãi đi tới. Bọn họ tóc vàng mắt xanh, người cao 1m8. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, các người là người của gia tộc Rothschild. Người ngoài biên giới Long Quốc. Vạn Lăng Phong đi tới, nhìn thấy đám người này, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Một người phụ nữ trong đó nói, anh biết chúng tôi. Nói như vậy tên ngu xuẩn William kia đã chết trong tay anh. Người của phủ đâu? Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói. Cô gái da trắng cười đầy ẩn ý, tất cả đều bị chúng tôi giết rồi. Cái gì? Trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát ra cơn giận. Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết chẳng lẽ đều đã chết hết? Mấy người đều đáng chết, chôn theo Nhược Giai, Nhược Tuyết bọn họ đi. Vừa mới dứt lời, Diệp Bắc Minh đã ra tay, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Anh như một con dã thú vào tới trước mặt cô gái da trắng, giơ một tay chụp đầu cô ta. Anh, người phụ nữ da trắng thật sự sợ chết khiếp. Cô ta không thể ngờ được rằng Diệp Bắc Minh lại có tốc độ đáng sợ đến thế. Nhưng cô ta cũng là một võ giả cổ xưa. Theo cấp bậc võ giả của Long Quốc, thì cô ta cũng là cấp bậc tông sư. Chẳng lẽ thực lực tông sư của cô ta mà không thể đánh lại cả Diệp Bắc Minh ư? Trong đầu vừa mới hiện lên suy nghĩ đó. Người phụ nữ da trắng ra tay theo bản năng. Nắm đấm trắng noãn tung ra một quyền. Đánh thẳng vào bàn tay Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc cánh tay hai người tiếp xúc, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Cánh tay của người phụ nữ da trắng đã bị bẻ gãy, xương cánh tay đâm xuyên qua máu thịt. Trông rợn hết cả người. À, anh dám đối xử với tôi như thế ư? Tôi phải giết anh, không cần biết anh là ai, tôi cũng phải giết chết anh. Dù anh muốn sống cũng không được, người phụ nữ da trắng thốt lên câu nói vô cùng oán độc. Trong cơn tức giận đến cực điểm, tiếng phổ thông của cô ta cũng tốt đến lạ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng trả lời, cô đã không còn cơ hội nữa, đi xuống gặp Nhược Giai và Nhược Tuyết bọn họ đi. Bốp! Một đấm đánh ra, dừng lại trên ngực người phụ nữ da trắng. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống. Bay lên và va vào cột đá. Đầu vỡ nát mà chết. Romas, không. Một người đàn ông da trắng dáng vẻ tuấn tú, mắt xanh tóc vàng đau lòng hét lên. Như một con thú hoang nổi điên lao về phía Diệp Bắc Minh. Mấy người da trắng có nam có nữ khác hét to, Dawson, cẩn thận. Thực lực của thằng nhóc này rất đáng sợ. Trở về.
Dawson mắt xanh tóc vàng đã bị cơn tức che mở lý trí, tức giận hét. Nó giết Romas, tôi muốn nó phải chết. Nó nhất định phải chôn cùng với Romas. Thế hả? Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy vẻ tức giận, khi các người giết Nhược Giai và Nhược Tuyết thì cũng nên nghĩ đến việc sẽ chôn cùng với họ. Dawson, đừng! Ngăn lại mau lên! Mấy người đàn ông da trắng kêu to. Đáng tiếc đã quá trễ rồi. Diệp Bắc Minh đi từng bước ra, bước chân quỷ dị xuất hiện trước mặt Dawson. Giơ tay tung ra một đấm. Tiếng rồng ngâm vang lên. Hàng Long Quyền. Đồng tử Vạn Lăng Phong đứng phía sau co rụt lại. Dầm, người đàn ông da trắng tên Dawson gặp phải một đòn, như bị xe tải đụng trúng văng lên trời, sau đó trực tiếp nổ tung. Một người to như thế, lại bị một đấm của Diệp Bắc Minh đánh nổ tung như dưa hấu. Mấy người da trắng còn lại sợ tới mức hồn bay phách tán. Hưng, không ngừng hít khí lạnh. Đó rốt cuộc là hạng người gì? Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ, có người hoảng sợ kêu lên, gần như bị dọa ngu người nên xoay lưng bỏ chạy. Còn định chạy nữa hả? Diệp Bắc Minh trong cơn giận dữ. Anh đang vô cùng tức giận, không thể ngờ được rằng đám người này lại xông vào phủ Diệp. Chết đi, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Lập tức nhấc một tảng đá lên ném mạnh ra ngoài. Rầm. Cột sống của người đàn ông da trắng bị gãy, quỳ rạp xuống đất, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Anh! Năm người da trắng còn lại cảm thấy mí mắt cứ giật giật. Cả người sợ run, nổi da gà da vịt. Cảm giác lạnh như bắn từ lòng bàn chân họ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Oh my god, rốt cuộc thanh niên này là ai? Đáng sợ, tôi muốn đi về. Tôi không muốn bước vào Long Quốc này thêm một lần nào nữa. Lòng bọn họ đầy sợ hãi nghĩ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy tơ máu, từng bước đi tới. Như thần chết. Thưa anh đừng hiểu lầm, những lời Romas nói lúc nãy đều là giả. Khi chúng tôi lẻn vào phủ thì nơi này chẳng có một người nào cả, một người đàn ông da trắng thốt lên. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, anh nghĩ rằng tôi có tin hay không? Thưa anh, đó đều là sự thật. Chúng tôi thật sự không hề giết người. Chúng tôi đến nơi này cũng chỉ muốn lấy cái thẻ kia thôi. Mấy người đàn ông da trắng vội vàng nói, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh đầy vẻ kiêng dè. Người đàn ông Long Quốc này thật sự quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Chu Nhược Giai. Tít tít tít. Alo, anh Bắc Minh, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho em thế? Diệp Bắc Minh nghe thấy giọng nói của Chu Nhược Giai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Nhược Giai, em đang ở đâu? Chu Nhược Giai ngọt ngào cười, em hả, em và Nhược Tuyết cùng với Tôn Thiến bạn cô ấy ra ngoài mua thức ăn. Lâu rồi mọi người không gặp, đều là bạn thời cấp 3 cả. Bọn em định mua thức ăn về để tối cùng nhau nấu cơm đấy. Mẹ em cũng ra ngoài, có chú Thẩm Hạc nói muốn đi theo bảo vệ bọn em nên cũng đi cùng. Lửa giận trong lòng Diệp Bắc Minh lập tức biến mất hơn nửa. Đúng là quan tâm quá sẽ khiến anh rối loạn. Lúc nãy Romas nói ra những lời đó cũng chỉ muốn kích thích anh. Không ngờ lại vì thế mà chôn vùi tính mạng mình. Được, thế thì lát nữa các em chờ trễ xíu rồi về, Diệp Bắc Minh thở hắt ra một hơi. Ô, tại sao, bọn em đã mua xong hết cả rồi, Chu Nhược Giai khó hiểu hỏi. Diệp Bắc Minh cười khẽ, anh muốn ăn cá quế gần quê ngày trước. Bây giờ các em đi mua một con về được không? Được, thế thì anh ở nhà ngoan ngoãn chờ bọn em nhé, Chu Nhược Giai đồng ý, còn ngọt ngào nói một câu. Diệp Bắc Minh luôn miệng đồng ý. Cúp điện thoại. Gọi người tới giải quyết nơi này, mấy người còn sống đó thì dẫn đi, điều tra rõ lai lịch và mục đích thật của chúng, Diệp Bắc Minh chỉ vào mấy người da trắng kia. Vạn Lăng Phong cung kính trả lời, rõ, thưa chủ nhân. Một giây sau. Vạn Lăng Phong như mãnh thú nhảy vào trong bầy sói, mấy người da trắng kia căn bản không phải là đối thủ. Mỗi chiêu một người, tất cả đều bị bắt. Ông ta lại gọi thêm vệ sĩ bên ngoài cửa phủ Diệp vào, 20 phút, rửa sạch nơi này. Mấy tên da trắng này thì mang đi thẩm vấn. Nhớ kỹ, giữ người sống. Rõ, mười mấy vệ sĩ của Vạn Lăng Phong đi tới dẫn nhóm người cả nam cả nữ đó đi. Đứng lại, chiến thần Lăng Phong đang ở bên trong. Người không phận sự cấm vào, ngoài cửa vang lên tiếng gào lớn. Giọng nói đầy khiếp sợ của Chu Thiên Hạo vang lên chiến thần Lăng Phong, sao lại như thế? Bắc Minh đâu? Diệp Bắc Minh đâu? Để ông ấy vào, Diệp Bắc Minh mở miệng.
vệ sĩ của Vạn Lăng Phong không để ý tới. Hoàn toàn phớt lờ lời Diệp Bắc Minh nói như không hề nghe thấy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Vạn Lăng Phong thầm nghĩ tiêu rồi, mau chóng quát lớn một tiếng, không nghe thấy lời cậu Diệp nói hả? Vẻ mặt đám vệ sĩ kia đầy khiếp sợ. Quay đầu nhìn sang. Má nó, chuyện gì thế này? Chợt nghe thấy giọng nói của Vạn Lăng Phong tiếp tục vang lên, từ giờ trở đi, lời cậu Diệp nói chính là lời tôi nói. Không, lời cậu Diệp nói còn quan trọng hơn cả lời tôi. Dù cậu Diệp muốn các người giết tôi thì các người cũng phải ra tay không chút do dự hay khách sáo nào. Có nghe hiểu không? Rõ, vệ sĩ Vạn Lăng Phong bồi dưỡng suốt nhiều năm, lòng đầy khiếp sợ, chăm miệng một lời nói. Trời ạ, rốt cuộc là sao thế này? Chiến thần bị làm sao vậy? Thanh niên đó là hung thủ giết chết con ông ấy cơ mà. Sao thái độ của ông ấy với tên đó lại như vậy? Đám vệ sĩ thầm nghĩ. Chu Thiên Hạo đã được cho vào, nhìn thấy xác chết đầy đất, nhìn đâu cũng thấy máu tươi thì họ sợ tới mức da đầu run lên. Ông chính là chiến thần Lăng Phong hả? Đồng tử Chu Thiên Hạo co rụt lại. Vạn Lăng Phong khẽ gật đầu, là tôi. Chu Thiên Hạo kêu to, Bắc Minh, mau đi thôi. Ông ta muốn giết cháu. Vạn Lăng Phong cười khổ một tiếng, ông ta nào dám. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chú Chu, Vạn Lăng Phong là người của mình. Chiến thần Lăng Phong, Vạn Lăng Phong, người mình, sao lại như thế? Chu Thiên Hạo lập tức choáng váng, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Một chiến thần Lăng Phong như thế, là người đứng đầu hành tỉnh Đông Nam, lại là người nhà mình. Bắc Minh mới giết chết con trai ông ta cơ mà. Diệp Bắc Minh biết Chu Thiên Hạo đang bối rối điều gì, bèn nói, chú Chu, có một số việc sau này cháu sẽ giải thích. Bây giờ, cháu có chuyện quan trọng hơn cần hỏi chú. Giọng Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề, trở nên vô cùng nặng nề. Chu Thiên Hạo có cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn gật đầu, cháu hỏi đi. Chú Chu, chú với bố cháu là anh em kết nghĩa với nhau đúng chứ, Diệp Bắc Minh nói. Đúng vậy. Chu Thiên Hạo trả lời, sao đột nhiên cháu lại hỏi thế? Vậy chắc chú cũng biết, cháu được bố nhặt về từ Long Đô vào 23 năm trước đúng không? Diệp Bắc Minh đột nhiên nói. Cháu. Mắt Chu Thiên Hạo trợn trừng, mặt đầy vẻ rung động. Ông ấy lẩm bẩm chữ cháu cả buổi trời nhưng vẫn không thể nói tiếp được. Diệp Bắc Minh thấy thế thì đã biết được đáp án, xem ra đó là sự thật. Sâu trong mắt anh là vẻ cô đơn. Người bố người mẹ nuôi mình 18 năm lại không phải là máu mủ ruột thịt. Anh cả đã gọi 18 năm cũng không chảy chung một dòng máu. Chu Thiên Hạo im lặng một lát, mới chậm rãi nói, xem ra cháu đã biết rồi, không sai, cháu thật sự không phải là con ruột của anh Diệp. Chú Chu biết được bao nhiêu? Chú có thể nói thẳng cho cháu biết, bố cháu là người nhà họ Diệp ở Long Đô, Chu Thiên Hạo cũng không giấu giếm gì. Chuyện đã đến nước này, sớm muộn gì Diệp Bắc Minh cũng sẽ điều tra được. Diệp Minh Viễn hả? Diệp Bắc Minh nở nụ cười tự giễu. Chu Thiên Hạo giật mình, chuyện này mà cháu cũng biết hả? Diệp Bắc Minh nhìn sang Vạn Lăng Phong, có chiến thần hành tỉnh Đông Nam ở đây, cháu không biết cũng khó nhỉ. Vạn Lăng Phong vội vàng mở miệng. Chủ nhân, cậu nói quá lời. Chỉ có Diệp Bắc Minh và Chu Thiên Hạo nên Vạn Lăng Phong không gọi là cậu Diệp. Chủ nhân, Chu Thiên Hạo trợn sắp lòi cả mắt ra ngoài. Ông ấy cứ nghĩ cùng lắm Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong đều đạt được một thống nhất nào đó. Hoặc vì một nguyên nhân khác mà tạm thời đứng cùng phe. Nhưng ông ấy nằm mơ cũng không ngờ được rằng Vạn Lăng Phong lại gọi Diệp Bắc Minh là chủ nhân. Trời ạ, Bắc Minh, đó chính là Vạn Lăng Phong, người đứng đầu hành tỉnh Đông Nam, có được cái tên chiến thần đấy. Sao ông ta lại gọi cháu là chủ nhân? Lòng Chu Thiên Hạo là cơn sóng thần gào thét. Không thể bình tĩnh lại được. Một lát sau, cuối cùng Chu Thiên Hạo cũng chấp nhận sự thật này. Hơi thở ông ấy trở nên dồn dập nói, Bắc Minh, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Cháu diệt nhà họ Triệu, lại hủy hoại thương hội Đông Doanh, bây giờ chiến thần Lăng Phong lại là người của cháu. Đám nhà giàu ở Giang Nam sẵn sàng bỏ tiền bỏ sức ra xây dựng lại công ty của bố cháu năm đó. Bố cháu ở trên trời có linh có thiêng cũng sẽ được ngủ một giấc yên bình. Nghe chú khuyên một câu, đừng tiếp tục điều tra nữa, mau chóng kết hôn với Nhược Giai, sinh đứa nhỏ rồi sống đến hết đời là được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không thể được, giải quyết xong chuyện Giang Nam,
cháu phải đến Long Đô một chuyến. Cái gì, cháu định đến Long Đô ư? Chu Thiên Hạo chấn động. Ông ấy vội vàng nói, không được đâu Bắc Minh, cháu nghe chú khuyên một câu. Long Đô ngọa hổ tàng long, cháu tùy tiện đến Long Đô như thế, với tính tình của cháu, nói không chắc sẽ vướng phải họa ngập trời. Vạn Lăng Phong cũng giật mình, chủ nhân, Long Đô không giống như Giang Nam. Dù là tôi thì cũng phải cẩn thận ở Long Đô, không dám làm sằng làm bậy. Cậu đi Long Đô, nói không chừng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Bắc Minh buồn cười nói, cái chết của bố mẹ cháu, cứ bỏ qua như thế à? Chu Thiên Hạo giật mình, Bắc Minh, cháu nói thế là sao? Đến Long Đô, đích thân hỏi Diệp Minh Viễn xem ông ta có ý gì, Diệp Bắc Minh nhìn về hướng Bắc. Và mẹ ruột của cháu, rốt cuộc là ai? Nửa tiếng sau, nhóm Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến đã trở về. Theo cùng họ là Lý Hương Liên cùng với Thẩm Hạc. Vừa vào cổng phủ Diệp, Thẩm Hạc đã nhướng mày vì ngửi thấy một mùi máu tươi. Hơn nửa giờ trôi qua, người của Vạn Lăng Phong đã sớm dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ phủ Diệp. Mấy cô gái thì không nhận ra được điểm gì khác biệt. Cậu Diệp, xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Hạc kinh ngạc. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, chỉ là có mấy con bò đi lạc vào thôi, đã giải quyết hết cả rồi. Thì ra là thế, Thẩm Hạc nặng nề gật đầu. Chu Nhược Giai cũng chạy tới, khoác lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, anh Bắc Minh, mấy người Nhược Tuyết đã kể với em rồi. Khi bọn họ đã gặp phải đám người xấu ở Giang Nam, anh là người đã cứu họ. Hả, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nhìn sang Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết khẽ lắc đầu. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu được, cô gái đó không kể chuyện ở Kim Lăng cho Chu Nhược Giai. Tôn Thiến bên cạnh hai mắt bùng lên lửa giận. Nhìn thế nào cũng thấy Diệp Bắc Minh ngứa mắt. Tuy Diệp Bắc Minh đã cứu cô ta, nhưng trong mắt Tôn Thiến, anh chắc chắn là kẻ lăng nhăng cặn bã. Chu Nhược Giai vào trong bếp nấu cơm, Hạ Nhược Tuyết cũng vào trong giúp đỡ. Thẩm Hạc đi tới báo, cậu Diệp, tôi đã hỏi được, lúc nãy có một đám người nước ngoài đến trang viên. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, người hầu đã thấy không ổn nên tất cả đã trốn vào trong mật đạo của phủ Diệp. Mật đạo đó là do vua Giang Nam cho người chế tạo. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Người hầu của thập sư tỷ thì chắc chắn khả năng né tránh nguy hiểm cũng thuộc hạng thượng thừa. Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói hùng hồn. Khỏi cần quay đầu lại cũng biết, ngoài Tôn Thiến ra thì còn ai vào đây? Cô gái ngực to não nhỏ thở hồng hộc đi tới. Thẩm Hạc mỉm cười, cậu Diệp, tôi đi trước nhé. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ nhìn Tôn Thiến, cô Tôn, chuyện gì thế? Cô Tôn, ha ha, anh tưởng anh gọi tôi là cô, cứu tôi một lần thì tôi sẽ tha cho anh hả? Tôn Thiến đi tới, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Mũi gần như dán chặt vào mặt Diệp Bắc Minh. Làn gió thơm ngát ập tới. Anh đã có vợ chưa cưới rồi mà còn muốn ngủ với Nhược Tuyết ư? Nếu không phải Nhược Tuyết hiền, cố giấu không nói cho vợ chưa cưới của anh. Thì bây giờ anh đã thân bại danh liệt rồi, Tôn Thiến vô cùng căm tức. Tốt nhất anh nên cho Nhược Tuyết một câu trả lời thuyết phục, Chu Nhược Giai cũng là một cô gái tốt. Sao anh lại cặn bã đến thế nhỉ? Một lần làm tổn thương cả hai cô gái, Tôn Thiến tức giận đến mức dậm chân. Tôi cho anh một cơ hội, bản thân anh mau giải quyết chuyện này đi. Nếu không tôi sẽ cho anh biết mặt đấy, Tôn Thiến thở phì phì rời đi. Diệp Bắc Minh thở dài. Hơi khó xử rồi. Chu Nhược Giai là vợ chưa cưới của anh. Hạ Nhược Tuyết lại ngủ với anh. Tuy cả hai không làm gì mang tính quyết định, nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Diệp Bắc Minh muốn hỏi thử mọi người xem, anh nên làm thế nào mới tốt. Một bữa cơm tối vui vẻ hòa thuận. Diệp Bắc Minh lâu rồi chưa ăn một bữa cơm như vậy. Mấy cô gái ở cùng nhau rất hòa hợp. Diệp Bắc Minh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn biết rõ mẹ mình là ai. Có phải thật sự là Diệp Minh Viễn hạ lệnh giết mình? Cậu Diệp, Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam đưa đến một phong bao chiến thư đóng kín, Thẩm Hạc đi đến. Đưa cho Diệp Bắc Minh một phong thư giấy ố vàng. Chiến thư. Diệp Bắc Minh nhớn mày. Liếc mắt nhìn, không chút hứng thú ném sang một bên. Cậu Diệp. Sao vậy, Thẩm Hạc kỳ quái. Diệp Bắc Minh chỉ lá thư, tự ông xem đi. Thẩm Hạc giơ lá thư lên xem, mặt lập tức biến sắc, người của Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh mời cậu Diệp 3 ngày sau đến võ đài quyết tử chiến một trận. Đây chính là võ đài.
nơi luật pháp của Long Quốc không quản. Đối với võ giả mà nói, ân oán quá nhiều, vì vậy có một quy định bất thành văn. Chỉ cần võ giả lên võ đài, tương đương với ký kết giấy sinh tử. Võ giả chết trên võ đài, quốc gia cũng sẽ không truy cứu, Thẩm Hạc nghiêm túc nói. Không thú vị, không đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thẩm Hạc sửng sốt, cậu không đi. Có gì thú vị chứ? Chẳng buồn lãng phí thời gian với bọn họ, Diệp Bắc Minh lười biếng ngáp một cái. Thẩm Hạc nhắc nhở, cậu Diệp, nếu cậu không đi, bọn họ nhất định sẽ nói cậu hèn nhát, đối với võ giả mà nói. Mặc kệ cho bọn họ nói đi, tôi không hứng thú với danh tiếng, Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Danh tiếng là gì? Có thể làm cơm ăn không? Hơn nữa, Diệp Bắc Minh đã quyết định ngày mai lên đường đi Long Đô. Anh muốn gặp tận mặt hỏi Diệp Minh Viễn vì sao phải giết mình. Mẹ ruột mình là ai? Còn sống hay đã chết? Hiệp hội hành tỉnh võ đạo Đông Nam. Võ đài. Ai thích thì cứ đi. Khụ, được rồi, Thẩm Hạc ho khan mấy tiếng. Trong lòng thầm nghĩ thanh niên bây giờ đều nghĩ thoáng như vậy sao? Màn đêm buông xuống, cửa phủ Diệp. Một chiếc xe jeep màu xanh bộ đội đạp thắng xe, dừng lại. Một người đàn ông trung niên và một đôi thanh niên nam nữ từ trên xe bước xuống. Ba người đều mặc quân trang. Đặc biệt là ở trên ngực có hoa văn hình rồng. Vừa nhìn liền biết không phải bộ đội bình thường. Không biết đại soái nghĩ gì mà bắt chúng ta đi cả đêm đến đây, mời một thanh niên trẻ tuổi tên Diệp Bắc Minh gì đó gia nhập Long Hồn, cô gái bĩu môi, có chút không phục. Mấy ngày nay Diệp Bắc Minh gây ra náo động không nhỏ. Thanh niên trẻ tuổi bên cạnh nhàn nhạt nói, Diệt nhà họ Triệu ở Giang Bắc, vua Giang Nam cũng chết vì hắn. Nghe nói hai ngày gần đây lại diệt thương hội Đông Doanh, giết quân vô hối con riêng của chiến thần Lăng Phong. Đây chẳng phải là một tên phiền toái ư, sao cứ đi gây chuyện khắp nơi thế, cô gái hết nói nổi. Liếc mắt nhìn, vóc dáng cô ta cao ngất, ước chừng trên 1m7. Eo được quân trang bó lại, lộ dáng đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, mắt hạnh trợn tròn, vùng trán lộ vẻ kiêu ngạo. Tôi cũng không biết tại sao đại soái lại muốn thu nhận người như vậy, nam thanh niên trẻ tuổi lắc đầu. Được rồi. Người đàn ông trung niên mặc quân trang trách mắng một tiếng, chuyện đại soái quyết định cũng đến lượt hai đứa bàn luận. Cẩn thận sau khi về chú giam hai đứa lại đấy. Thanh niên mặc quân trang lập tức im miệng. Cô gái xinh đẹp động lòng người nói, chú Dư, chú không nói, đại soái sao biết được. Van xin chú, hồi năm mới cháu còn qua chú chúc Tết mà. Sao chú lại như vậy chứ? Đúng là hết cách với cháu. Người đàn ông quân trang tên Dư Thiên Long lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cương triều, hai đứa các cháu, nếu không phải nể mặt chú với bố mẹ mấy đứa là chiến hữu, chắc chắn đã trừng phạt mấy đứa rồi. Hai người này một người là Dương Huyên Hách. Một người là Đường Văn Quân. Đều là con chiến hữu của Dư Thiên Long. Xuất thân từ gia tộc lớn ở Long Đô. Cảm ơn chú Dư là tốt nhất, Đường Văn Quân nịnh hót. Dư Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc, đến nơi rồi, đừng cười đùa cợt nhả. Huyên Hách, cháu đi gõ cửa. Dạ. Dương Huyên Hách chào theo quân lễ, sau đó bước lên bậc thềm, gõ cửa lớn phủ Diệp. Một người làm thò đầu ra, nghi ngờ hỏi, các người tìm ai? Dương Huyên Hách mặt kiêu ngạo, nói với Diệp Bắc Minh là tướng quân Dư Thiên Long đội một bộ đội đặc chủng Long Hồn đích thân đến. Bảo Diệp Bắc Minh qua nghênh đón. Long Hồn chúng tôi tìm anh ta có việc. Long Hồn, người làm phủ Diệp mặt liền biến sắc. Anh ta không phải người bình thường, mà là một võ giả. Đương nhiên biết Long Hồn ý là gì. Anh ta vội vàng bẩm báo Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Thẩm Hạc nói chuyện xong, anh gọi điện thoại cho Vạn Lăng Phong. Ngày mai tôi chuẩn bị lên đường đi Long Đô một chuyến. Vấn đề an toàn của phủ Diệp giao cho ông phụ trách. Tôi không muốn sau khi quay về nhìn thấy bất kỳ ai bị thương hoặc là xảy ra vấn đề gì. Vạn Lăng Phong kinh hãi, chủ nhân, cậu thật sự muốn đi Long Đô. Đừng hỏi những gì không nên hỏi, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Vâng, tôi biết rồi, Vạn Lăng Phong đáp. Sau khi Diệp Bắc Minh dặn dò mấy câu, anh cúp máy. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng nói. Cậu Diệp, cửa phủ đệ có người đến, tự xưng là người của bộ đội đặc chủng Long Hồn. Trong bọn họ còn có một người là tướng quân Dư Thiên Long gì đó, nói muốn gặp cậu. Long Hồn. Diệp Bắc Minh nhướn mày, đi xem sao.
Anh đi đến cửa lớn phủ Diệp, quả nhiên nhìn thấy có ba người đứng dưới bậc thang. Một người đàn ông trung niên đứng bất động như núi. Một thanh niên bóng lưng thẳng tắp. Một cô gái như hoa, mặt đẹp kiêu ngạo. Ba người đứng thành hình tam giác, tất cả đều đứng thẳng tắp ở đó. Diệp Bắc Minh đứng trên bậc thang, cũng không có ý muốn đi đón tiếp, anh nhàn nhạt nói, ba vị có chuyện. Anh thái độ gì đấy? Đường Văn Quân lập tức giận dữ. Bọn họ đến từ lâu rồi, Diệp Bắc Minh mới lững thững đi ra. Ngay cả bậc thang cũng không bước xuống, cao cao tại thượng nhìn ba người bọn họ. Quá bực mình. Diệp Bắc Minh cười, khẽ gật đầu, cô còn muốn tôi có thái độ gì, tìm tôi có việc gì cứ nói, không có thì tôi về đây, tôi bận lắm. Long hồn đã từng phái ngư ấu vi đến giết anh. Mặc dù thất bại, nhưng đây là sự thật. Các người phái người đến giết tôi rồi, còn muốn tôi có thái độ gì? Nếu không phải vì Long hồn là bộ đội của Long quốc, anh đã có thể trực tiếp ra tay. Anh, mắt đẹp của Đường Văn Quân trợn tròn, không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Cô ta hít sâu một hơi, thuộc hạ của anh không nói rõ với anh sao? Chúng tôi là bộ đội đặc chủng Long Hồn. Vị này là tướng quân Dư Thiên Long. Tướng quân Long Hồn, anh hiểu không? Ồ, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Anh, Đường Văn Quân tức muốn hộc máu. Tên nhãi này đúng là cố chấp. Tướng quân Long Hồn anh cũng không coi ra gì. Dương Huyên hách mặt lạnh, anh ta không thích Diệp Bắc Minh. Anh ta cho rằng Diệp Bắc Minh quá giả bộ. Dư Thiên Long ở bên cạnh cũng không nhìn được nhướng mày, cậu là Diệp Bắc Minh. Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, vì vậy, rốt cuộc các người có việc gì? Dư Thiên Long cũng ngây người, bị thái độ này của Diệp Bắc Minh làm cho quá tức giận. Ông ta nín nhịn lửa giận, lấy ra một tờ giấy ủy nhiệm, Diệp Bắc Minh, đây là giấy ủy nhiệm của Long Hồn, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là một thành viên của bộ đội đặc chủng Long Hồn. Tôi là cấp trên của cậu, cậu qua ký tên. Giấy ủy nhiệm này. Ba chữ, có hiệu lực, Dư Thiên Long còn chưa kịp nói ra. Diệp Bắc Minh trực tiếp phun ra ba chữ, không hứng thú. Xoay người, vào cửa, biến mất. Làm liền một mạch. Chỉ còn lại ba người Dư Thiên Long, Dương Huyên Hách, Đường Văn Quân đứng nguyên tại chỗ, há hốc mồm. Ngoài cửa lớn phủ Diệp, một trận gió lạnh thổi qua. Cực kỳ vắng lặng. Dư Thiên Long đứng tại chỗ, gương mặt già nua đen như mực. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ông ta là tướng quân Long Hồn, đích thân đến cửa thu nhận một đội viên bình thường. Đối phương lại từ chối. Nếu nói ra, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Chú Dư, tên Diệp Bắc Minh này quá giả bộ, mặt đẹp của Đường Văn Quân lộ vẻ tức giận đến xanh mét. Dương Huyên hách cười nhạt, hắn có thể vẫn chưa biết, Long Hồn là tồn tại gì. Thái độ đối với chú Dư đúng là không biết sống chết. Dương Huyên hách rất cơ mưu. Đặc biệt phóng đại thái độ Diệp Bắc Minh lên mức cao. Hóa thành sự khinh thường với Dư Thiên Long. Cứ như vậy, lửa giận trong lòng Dư Thiên Long nhất định sẽ càng sôi sùng sục. Đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Dư Thiên Long hừ lạnh đi, quay về. Loại người này cho dù là đại soái trách tội, Dư Thiên Long tôi cũng sẽ không đến cửa một lần nữa. Diệp Bắc Minh, ha ha, cái tên này tôi nhớ rồi. Xe jeep nhanh chóng rời đi một cách chật vật, biến mất ở trong màn đêm. Thẩm Hạc đứng trong vườn hoa chờ Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, người của Long Hồn tìm cậu để, Thẩm Hạc có chút tò mò. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, bọn họ yêu cầu tôi gia nhập Long Hồn, trở thành đội viên của bọn họ. Cái gì? Thẩm Hạc kinh hãi, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, cậu, đồng ý. Tôi từ chối, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Cái gì? Cậu từ chối, Thẩm Hạc trợn tròn hai mắt, mặt cũng không dám tin và thất vọng, cậu Diệp, sao cậu lại từ chối chứ? Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Sao vậy? Diệp Bắc Minh nhìn Thẩm Hạc. Thẩm Hạc hít sâu một hơi, cậu Diệp, đây chính là Long Hồn đó. Bộ đội đẳng cấp nhất Long Quốc, chỉ có người của các gia tộc hàng đầu mới có tư cách trở thành thành viên dự bị của Long Hồn. Hơn nữa, người bình thường muốn gia nhập Long Hồn phải đả thông hai mạch nhâm đốc. Trong Long Hồn, bộ đội thần bí nhất gần như mỗi thành viên đều là tông sư võ đạo. Mỗi một thành viên đều là tông sư võ đạo, Diệp Bắc Minh cũng bị dọa cho giật mình. Thẩm Hạc gật đầu, không thì sao chứ? Chỉ như vậy Long Quốc mới có thể trấn giữ được những võ giả kia.
Nếu không thì võ giả thịnh hành, quân đội thông thường làm sao ngăn cản được bọn họ? Diệp Bắc Minh gật đầu, nói có chút đạo lý. Thẩm Hạc vỗ đùi, cậu Diệp, đáng tiếc quá. Năm đó Vạn Lăng Phong cũng không có tư cách gia nhập Long Hồn. Với thiên phú của ông ta, chắc hẳn sẽ trở thành một đời chiến thần. Nếu cậu gia nhập Long Hồn, tiền đồ vô lượng. Diệp Bắc Minh nhún vai, dù sao cũng từ chối rồi, hơn nữa tôi quả thật không có hứng thú với Long Hồn này. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.